một xương bướm, một xương sàn. À, xương sàn nằm đây, xương bướm nằm phía trong nền sọ. Còn hai xương nằm hai bên như là hai xương đỉnh, hai xương thái dương. Đó, và chức năng của cái khối xương sọ này đó là nó bảo vệ não. Rồi, đây còn khối xương mặt. Khối xương mặt thì khối xương mặt đây, chúng ta sẽ thấy cái khối xương mặt thì có 15 xương. À, thì gồm những cái xương nhỏ nhỏ như là cái hai xương gò má nằm hai bên, phải không? Hai xương hàm trên, đó, hai xương mũi, rồi hai xương xoắn mũi dưới, xương lá mía. À, đây là xương lá mía, còn đây là mảnh thẳng xương sàn. Rồi hai xương lệ hồng hồng nhỏ nhỏ nè, hai bên nó chứa túi lệ. Rồi xương sàn thì thuộc khối xương sọ, rồi xương bướm cũng vậy thuộc khối xương sọ. Rồi xương hàm hàm dưới, nên ta thấy hai xương hàm trên phải không? Đây là xương hàm dưới. Đó. Vậy thì cái xương mặt đây, chúng ta thấy cái xương sọ mình đó, thì đây chúng ta nhìn thấy phía trước là xương trán. Xương trán có hai phần. Phần đây là phần thẳng xương trán, còn cái phần này nè, đó là phần ngang xương trán, thì nó sẽ tạo nên trần ổ mắt. À, thì ổ mắt mình đây, đó, hay gọi là hốc mắt, nó là một cái hốc xương để cho cái nhãn cầu và dây thần kinh thị giác nằm trong đó. Thì cái hốc xương này nè, nó hình tháp. À, nó có bốn thành nha. Thành trên là phần ngang xương trán, cánh nhỏ xương bướm, cánh lớn xương bướm. Rồi thành ngoài là xương gò má, thành dưới là xương hàm trên. Thì xương hàm trên chúng ta có đây là phần thẳng xương hàm trên, phần ngang xương hàm trên. Thành trong là xương mũi nè, cái này gọi là cái mõm trán của xương hàm trên. À, đây cái xương hàm trên nó đưa lên và nó khớp với xương trán nè, gọi là mõm trán xương hàm trên. Xương lệ và xương sàn đó là các thành ổ mắt, và đỉnh ổ mắt chính là cái lỗ này nè, là lỗ để cho cái thần kinh thị giác chui qua, gọi là lỗ, hay gọi là ống thị giác. Đó, và đây là keo mắt trên. Đó, thì đây chúng ta thấy xương trán và giới hạn giữa cái phần thẳng xương trán và phần ngang xương trán, đây là bờ trên ổ mắt. Đó, nó có bốn thành bốn bờ, đây là bờ trên ổ mắt, đây là bờ ngoài, bờ dưới và bờ trong. Thì giới hạn giữa phần thẳng và phần ngang thì đây là bờ trên ổ mắt. Ở bờ trên ổ mắt chúng ta cái lỗ này gọi là lỗ trên ổ mắt. Đó, thì qua lỗ trên ổ mắt này, thì chúng ta sẽ có cái dây thần kinh 51, gọi là dây thần kinh mắt, nó đi qua. Để nó làm gì? Để nó cảm giác da trán, phải không? Đó, da mũi và động mạch trên ổ mắt đi qua. Do đó thì lý thuyết cô sẽ hỏi dây thần kinh nào đi qua lỗ trên ổ mắt. Đó là dây thần kinh 51. Nó là nhánh của dây thần kinh số 5. Số 5 thì còn gọi là dây thần kinh sinh 3, tại vì nó cho ra 3 nhánh 51, 52, 53. Đó. Rồi, ở bờ dưới ổ mắt. À, đây là bờ dưới ổ mắt. Chúng ta có một lỗ nữa. Lỗ này gọi là lỗ dưới ổ mắt. À, thì thi lý thuyết cô hỏi thần kinh nào đi qua lỗ dưới ổ mắt? À, thì lại là dây thần kinh 52. Dây thần kinh 52 là dây thần kinh hàm trên. Nó đi qua cái lỗ này, từ trong nó đi ra để nó cảm giác da cái vùng gò má nè, và nó cảm giác đau răng hàm trên. Đó, chúng ta thấy nhức răng. À, nhức răng. À, thì cái thần kinh nào cảm giác cái răng hàm trên mà chúng ta gây nhức răng hàm trên? À, là dây thần kinh 52. Còn nếu mà chúng ta đau răng dưới, đau răng hàm dưới, đau răng dưới, thì cái cảm giác đau răng dưới đó là cảm giác của dây thần kinh 53. Đây, dây thần kinh 53 nó chui vào cái lỗ này. Lỗ này gọi là lỗ càm. Đó, thì thi lý thuyết cô hỏi thần kinh nào chui qua lỗ càm? Thần kinh 53 hay gọi là thần kinh hàm dưới, phải không? Đó, thì chúng ta thấy cái xương hàm dưới đây, xương hàm dưới. Đó, xương hàm dưới có hai phần. Phần này là phần ngang của xương hàm dưới, không? Và hay gọi là thân xương hàm dưới. Và phần này là cái phần đưa lên nè, gọi là cành hàm dưới, hay còn gọi là ngành. Có sách gọi là ngành, có sách gọi là cành. Thì ở phần ngang xương hàm dưới chúng ta thấy hai cái ụ nó nhô lên, gọi là ụ càm.
Vậy thì mấy em đoán coi cái người này đó là càm đôi phải không? Đó, hai cái ụ càm nhau lên và ở giữa nó lõm xuống nè. Đó thì cái này là ụ càm, hai bên ụ càm có hai cái lỗ này gọi là lỗ càm. Đó, lỗ càm. Thì dây thần kinh nào đi qua lỗ càm? Dây thần kinh 53 hay còn gọi là dây thần kinh hàm dưới. Vậy thì dây thần kinh số 5 mình gọi là dây thần kinh sinh ba, nó cho ra ba nhánh là 51. À, cảm giác da trán. 52. À, đó qua lỗ dưới ổ mắt để cảm giác da cái vùng gò má và mũi. 53. Nó đi qua lỗ càm để cảm giác da cái vùng hàm dưới. Phải không? Đó. Rồi, bây giờ cái chúng ta lấy cái xương hàm dưới ra. Đó, lấy rời xương hàm dưới ra. Thì xương hàm dưới chỉ có một xương thôi nha. Đó, đây thì đây là cái thân xương hàm dưới. Đó, thân xương hàm dưới thì đây là u cam, hai bên lỗ là lỗ càm. Và đây là cành hàm. Đó, thì cành hàm nó đưa lên thì nó có hai cái này, cái chỏm tròn này nè. À, gọi là mõm lồi cầu xương hàm dưới. Và cái mõm nhọn gọi là mõm vẹt xương hàm dưới. Nha, nếu mà nếu em nói mõm vẹt không là không được điểm, tại vì chúng ta có mõm vẹt xương trụ nữa. À, do đó em nói rõ là mõm vẹt xương hàm dưới hay mõm vẹt xương trụ. Thấy không? Rồi, bây giờ cái chỗ giữa cái mõm vẹt xương hàm dưới và cái mõm lồi cầu xương hàm dưới chúng ta có một cái khuyết này gọi là khuyết hàm. Và đây chỗ cái góc này nè, cái chỗ hợp bởi thân xương hàm dưới và cành hàm gọi là góc hàm. Và ở đây nó có một cái khuyết gọi là khuyết động mạch mạc, động mạch mạc từ ở trong nó đi ra chỗ này nè. Đó, gọi là khuyết động mạch mạc. Rồi, mặt trong xương hàm dưới thì dây thần kinh 53 nó chui vô cái lỗ này, à gọi là lỗ hàm. Và nó đi xéo một đoạn. Đó, do đó nó đi xéo một đoạn, nó đi sát cái chân răng khôn. Đó, nó đi sát cái chân răng khôn nè. Đây, từ đây nè, nó đi sát vô đây. Đó, để nó chui ra đây. Do đó cái răng, cái thần kinh 53 nó đi sát cái chân răng khôn. Do đó nếu mà chúng ta nhổ răng khôn hàm dưới, đó, mà nha sĩ không có kinh nghiệm tiêm thuốc tê vô, tại vì nó nằm sát chân răng khôn mà, thì mình phải tiêm thuốc tê vô chân răng thì nó sẽ làm liệt luôn dây thần kinh 53. Nếu mà không có kinh nghiệm là tiêm vô là liệt luôn dây thần kinh 53. Mà liệt dây thần kinh 53 thì sẽ không có nhai được, không há miệng được. Tại vì dây thần kinh 53 nó có hai chức năng. Một là cảm giác da vùng hàm dưới, hai là vận động nhóm cơ nhai. Do đó nếu mà nhổ, người ta rất là sợ cái tai biến. À, khi mà nhổ răng hàm dưới, răng khôn hàm dưới, nhổ răng khôn hàm dưới răng này nè, thì tiêm trúng dây thần kinh 53 thì nó sẽ liệt luôn nhóm cơ nhai và bệnh nhân không nhai được, không há miệng được, không há miệng được. À, và bệnh nhân phải uống sữa bằng ống hút á, một tuần, 2 tuần, 3 tuần, có khi 1 tháng luôn, để đợi cho cái thuốc tê mà nó tác động lên dây thần kinh nè, nó mất đi, nó hết tác dụng đi, thì lúc đó thì cái mình mới há miệng mới nhai được đó nha. Do đó khi nhổ răng khôn hàm dưới thì người ta sợ nhất là bị liệt cơ nhai, mà liệt cơ nhai là không nói chuyện được, không nhai được nha, cả tuần, cả 2 tuần, 3 tuần, có người có bệnh nhân 4 tuần luôn. Đây, vậy thì cái xương hàm dưới nè, phải không? Đây cái mõm lồi cầu xương hàm dưới. Mõm vẹt nè, đây khuyết hàm. Vậy thì cái mõm lồi cầu xương hàm dưới nó sẽ khớp với cái hố hàm của xương thái dương để tạo nên cái khớp này gọi là khớp thái dương hàm. Và cái khớp này cử động khi nào? Khi chúng ta nhai và nói, do đó cái khớp thái dương hàm gọi là khớp nhai hay gọi là khớp cắn nữa. Do đó khi mà sáng ngủ thức dậy á, mà chúng ta hả miệng chúng ta ngáp thì cái lồi cầu này nè nó sẽ chạy, nó nằm vô đây nè, và chúng ta không ngậm miệng lại được. Tại sao? Nó bị cái củ khớp này nó chặn, do đó cái lồi cầu nằm đây và bệnh nhân phải hả miệng đi tới bệnh viện. À, để bác sĩ sẽ nắn cái khớp thái dương hàm lại, nhà nắn khớp thái dương hàm lại. Do đó thôi chúng ta có hả miệng ngáp thì cũng hả vừa vừa thôi, và có khi cắn. À, nhiều khi đồ cứng đó, cái rán cắn cắn sao trật khớp thái dương hàm, nó chạy ra đây nè. Đó, nó chạy ra đây đó. Do đó chúng ta không nên cắn đồ cứng nha, mà cũng không nên
ngáp quá lớn thì sẽ trật khớp thái dương hàm. Đó thì lý thuyết cô hỏi cái mõm lồi cầu xương hàm dưới nó khớp với phần nào của xương thái dương để tạo nên khớp thái dương hàm? À, nó khớp với cái hố hàm, đây là hố hàm xương thái dương. Hoặc là cô hỏi ngược lại, cái hố hàm của xương thái dương nó khớp với phần nào của xương hàm dưới để tạo nên khớp thái dương hàm? Nó khớp với cái mõm lồi cầu. Đó. Và phía sau khớp thái dương hàm chúng ta có cái này là mõm trăm. À, mõm trăm nó nhọn như cây trăm, và cái lỗ này là lỗ ống tai ngoài đó, chúng ta hay thọt cái tăm bông vô đây để chúng ta rải tai đó, đúng không? Đó, do đó bệnh nhân bị viêm khớp thái dương hàm, bị sưng cái tuyến nước bọt mang tai, mình kêu là bị quay bị đó, hay là bị sưng má ông địa đó, thì cái tuyến nước bọt mang tai nó trùm ở đây nè. Đó, vậy thì mình nhai rất là đau, tại vì nhai thì nó sẽ va chạm vô tuyến nước bọt mang tai, nó rất là đau. À, và nhai không có được, mấy người mà bị viêm tuyến nước bọt mang tai đó nó sưng lên, nhai không được, phải uống sữa nha. Và nó đau lan đến ống tai ngoài luôn đây, tại vì tuyến nước bọt mang tai nằm đây, và ống tai ngoài đây, nó đau lan đến ống tai ngoài luôn. Rồi bây giờ xương trán thì chúng ta thấy xương trán có hai phần, đây là phần thẳng xương trán. Cái phần này là gọi là phần trai, trai trán, và nó nhô ra là trán vồ đó. Còn đây là phần ngang xương trán. Và giữa phần thẳng và phần ngang giới hạn, cái này gọi là bờ trên ổ mắt, nó có cái khuyết trên ổ mắt hay lỗ trên ổ mắt. Đó. Và chúng ta lật cái ổ mắt lên, thì chúng ta thấy đây là phần ổ mắt của xương trán, phần ngang xương trán đó, hay phần ổ mắt xương trán. Và ở giữa xương này là xương sàn, đây chúng ta thấy xương sàn nằm ở giữa không? Và những cái hốc này nè, đó, gọi là xoang sàn. Thì chúng ta chia ra xoang sàn trước, xoang sàn giữa, xoang sàn sau. Đó, thì giữa hai ổ mắt và dưới xương trán thì đây chính là xương sàn. Hai cái này gọi là khối bên xương sàn đó. Nha. Do đó xương trán nó sẽ tiếp xúc với xương nào? À, xương sàn. Phải không? Đó. Thì phần ngang của xương trán nó sẽ tạo nên trần ổ mắt hay là phần ổ mắt. Và dưới xương trán chính là xương sàn. Rồi bây giờ chúng ta nhìn mặt ngoài. Mặt ngoài thì đây là xương trán nè, hai xương đỉnh nè, xương chẩm. Vậy thì cái đường khớp này nè, đó, nó khớp giữa xương trán và hai xương đỉnh. Đây là đường khớp giữa hai xương đỉnh và đường khớp giữa xương đỉnh và xương chẩm. Đây là nhìn mặt ngoài. Do đó nếu mà cái đường khớp này nè mà nó rõ mà nó rời ra thì là cái người đó còn trẻ. Còn nếu mà càng lớn tuổi thì cái đường khớp này nó nhẵn mất tiêu luôn. Thì lớn tuổi rồi đó. Do đó nhìn cái đường khớp này nè mà ông ta sẽ đoán được cái tuổi của cái người chết. Rồi bây giờ mặt trong. Đây là mặt trong xương trán, mặt trong xương đỉnh và mặt trong xương chẩm. Đây nó có một cái lõm vô. Thì cái lõm ở trong sọ mà gọi là xoang. Gọi là xoang. Nó giống như cái đường mương vậy đó. Đó, nó đào lõm xuống cho nó gọi là rãnh, rãnh xoang. Và trong này nó chứa gì? Nó chứa máu tĩnh mạch. Nó chứa máu tĩnh mạch, gọi là rãnh xoang tĩnh mạch. Và cái tĩnh mạch này nó chạy dọc từ trước nè, chạy dọc lên trên rồi ra sau và xuống dưới. Đó, nó chạy dọc nè, mặt trong xương trán nè, là nó chạy dọc lên từ đây, nó chạy dọc lên. Rồi nó chạy mặt trong xương đỉnh và nó đổ vô xương chẩm. Đó, thì cái rãnh này gọi là rãnh xoang tĩnh mạch dọc trên, nó chứa rất là nhiều máu tĩnh mạch. Máu tĩnh mạch là máu sao? Là hồng cầu nó mang nhiều CO2 đó. Rồi trong não mình thì hồng cầu nó mang oxy. Hồng cầu mang oxy thì đi đâu? Nó đi trong động mạch, rồi nó mang oxy đến để nó cung cấp cho tế bào não, để tế bào não sử dụng oxy đó để làm gì? Để tế bào não nó đưa vô quá trình oxy quá khứ để nó sống. Và sau đó qua quá trình oxy quá khứ thì tế bào thải ra CO2. CO2 đi đâu? Gắn trở lại hồng cầu. Và lúc đó hồng cầu có còn đỏ tươi không? Không, nó trở nên đỏ sậm. Vậy thì nó đi đâu? Nó đi trong tĩnh mạch não không? Không, nó đi trong những cái rãnh này nè. Đó, gọi là rãnh xoang tĩnh mạch. Nhưng mà nó chạy dọc từ trên, từ trước ra sau. Và đây, đó, chạy dọc từ trước ra sau. Và phía trên gọi là rãnh xoang tĩnh mạch dọc trên. Thì thực tập cô sẽ chỉ vô đây cô hỏi thì em nói rãnh xoang tĩnh mạch dọc trên. Rồi
chúng ta nhìn cái xương sọ thai nhi mới sanh từ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng đó. Vậy thì mấy em thấy nè, giữa xương trán và xương đỉnh, đây cái đường khớp nó rời ra, mấy em thấy không? Và ở đây nó chừa một cái khoảng trống hình thoi, thì gọi là thớp. Đây là thớp trước, nó nằm giữa hai xương trán, là một xương trán, lúc đó xương trán chưa đóng kín nữa, và hai xương đỉnh là thớp trước, hay mình gọi là mỏ ác đó. Và ở đây chỗ sau này giữa cái xương đỉnh và xương chẩm chúng ta có cái thớp này nữa, gọi là thớp sau. Ở đây chúng ta có một cái thớp nữa. Đây gọi là thớp sau. Thì thớp trước hay gọi là thớp retma, thớp sau là thớp lambda. Rồi hai bên. Đây chúng ta thấy mặt bên thì cái màu đỏ là xương thái dương, phải không? Màu vàng này là cánh lớn xương bướm. Thì cái chỗ này nè, nó trống nữa gọi là thớp bướm. Thớp bướm. Rồi phía sau xương thái dương thì đây là cái mõm chẩm xương thái dương. Thì cái khoảng hở giữa cái xương thái dương, mõm chẩm xương thái dương nè, xương đỉnh và xương chẩm, thì thớp này gọi là thớp chẩm. Vậy thì ở cái xương sọ thai nhi đó, nó có nhiều cái khoảng trống, thì thường chúng cái khoảng trống mà lớn nhất chính là thớp trước. Do đó thì lý thuyết cô hỏi ở xương sọ thai nhi thớp nào rộng nhất? Thớp nào rộng nhất mấy em? Thớp nào? Thớp trước rộng nhất, phải không? Đây thớp trước nè, rồi thớp sau, rồi thớp bướm, rồi thớp chẩm, nhớ ha. Rồi nhìn mặt bên, nhìn mặt bên thì chúng ta thấy cái gì đây? Đây là xương trán nè, xương đỉnh nè, xương chẩm. Cái xương màu đỏ là xương thái dương, không? Xương thái dương. Rồi cái màu vàng là cánh lớn xương bướm. Đây là xương gò má, phải không? Xương gò má. Rồi xương hàm trên, lỗ dưới ổ mắt nè, xương mũi, phải không? Đây là mõm trán xương hàm trên, xương hồng là xương lệ, thấy chưa? Rồi nhìn bên chúng ta còn thấy cái gì? Cành xương hàm dưới, đây là mõm vẹt xương hàm dưới, mõm lồi cầu xương hàm dưới, khuyết hàm. Rồi giờ chúng ta qua cái xương màu đỏ này là xương thái dương. Xương thái dương còn gọi là xương bất định hình, nó không có hình dáng gì hết. Do đó xương sọ nó giống như ghép hình vậy đó. Mảnh xương dẹp dẹp nó ghép lại. Thì cái xương thái dương này nè, nó chia ba phần. Cái phần này nè, gọi là phần thẳng của xương thái dương hay là phần trai. Rồi cái phần này, gọi là cái phần đá của xương thái dương. Và cái chúng ta thấy bên ngoài đây nè, chính là mõm chẩm. Còn cái phần này là phần phần nhĩ xương thái dương. Thì phần nhĩ chúng ta có đây là hố hàm. Hố hàm của xương thái dương khớp với mõm lồi cầu xương hàm dưới, tạo nên khớp thái dương hàm. Nhớ thuộc cái này nha, Thi hỏi nha. Nhớ nha, đây là hố hàm của xương thái dương khớp với mõm lồi cầu xương hàm dưới, tạo nên khớp thái dương hàm. Và phía sau đây là lỗ ống tai ngoài. Đây là mõm trầm. Và cái cung này nè, nó khớp với xương gò má, do đó cái cung này gọi là cung gò má. Cái cung này cung gò má hay gọi là mõm gò má. Phải không? Thì nhắc lại xương thái dương có 3 phần nha. Phần thẳng xương thái dương nó có cơ thái dương bám hay phần trai. Phần đá xương thái dương, đây mình có phần đá hay gọi là xương đá đó. Và đây là mõm chẩm. Và phần thứ ba là phần nhĩ xương thái dương. Thì phần nhĩ xương thái dương có gì? Nó có hố hàm. Hố hàm nó khớp với mõm lồi cầu xương hàm dưới, tạo nên khớp thái dương hàm. Còn cái chỗ này nè, gọi là mõm gò má, tại vì nó khớp với xương gò má. Đây là lỗ ống tai ngoài, đây là mõm trầm. Rồi, đó, chúng ta thấy. Giờ lấy xương thái dương rời ra. Lấy cái xương thái dương rời ra. Thì chúng ta sẽ thấy đây, phần thẳng hay gọi là phần trai. Thì phần này mỏng nhất, so với các xương sọ thì phần trai này mỏng nhất. Rồi phần này là phần đá hay gọi là phần chẩm. Thì ở ngoài chúng ta thấy là mõm chẩm, còn ở trong nè, đây là mõm chẩm nhìn phía trong, còn ở trong nè, ở trong gọi là phần đá xương thái dương hay gọi là xương đá. Thì có hai phần, phần đá xương thái dương và
chúng ta thấy được bên ngoài là phần chẩm. Phần thứ ba, phần này là phần nhĩ xương thái dương. Thì phần nhĩ xương thái dương chúng ta có đây gọi là mõm gò má. Mõm gò má, còn đây là hố hàm. Hố hàm, đây là lỗ ống tay ngoài, đây là mõm, mõm trăm. Đó, nó có ba phần. Đặc biệt cái mặt trong của phần trai nè, đó chúng ta có cái rãnh này. Đó, cái rãnh này. Thì thi thực tập hỏi nha, vậy rãnh này là rãnh gì? Rãnh động mạch màng não giữa. Rãnh động mạch màng não giữa. Vậy thì cái gì nằm trong này? À, động mạch màng não giữa nó nằm sát ở trong này nè. Nó nằm sát trong này và nó nằm ngoài màng cứng. Nghĩa là ở xương sọ thì chúng ta có xương sọ rồi đến màng cứng. Thì cái động mạch màng não giữa nó nằm ngoài màng cứng. Nghĩa là xương sọ rồi đến động mạch màng não giữa mới đến màng cứng. Và xui xẻo là cái phần này là nó rất là mỏng. Rất là mỏng. À, do đó khi mà chấn thương mà bể cái xương thái dương nè, em thấy bể xương thái dương không? Đây là động mạch màng não giữa. Nó sẽ đứt cái động mạch màng não giữa và nó gây khối máu tụ. Và đây là màng cứng nè, nó đẩy màng cứng vô trong. Đó thì gọi là khối máu tụ ngoài màng cứng. À, sau này đi bệnh viện em sẽ học. À. À, đó, do đó em, do đó đó, à, khi mà sau này em đi đâm sàng, à, thường một cái tai nạn giao thông hoặc là té, à, té đập cái đầu xuống đất thì nó xui là nó bể cái xương thái dương. Bể cái xương thái dương thì nó sẽ đứt cái động mạch màng não giữa, à, và gây khối máu tụ ngoài màng cứng. Thì cái động mạch này nó nhỏ và máu nó chảy rỉ rả, và cái khối máu tụ này ngày nó càng lớn và nó sẽ ép não. Thì biểu hiện là bệnh nhân bị nôn ói, tăng áp lực sọ não, bệnh nhân nôn ói. À, thì lúc đó chúng ta phải đi chụp hình liền. Thường những đứa trẻ đó nó chạy chơi đó em, nó hay té rồi nó về nhà nó giấu. À, thì té chỗ này nè, à, thì cái xương thái dương nó nứt nó bể thôi, chứ nó không có, cái da đầu nó dày, do đó nó không có vết thương, không có trầy xước gì hết trơn á, thấy bình thường thôi. À, nhưng à, nó về cái nó kêu nhức đầu. À, nó kêu nhức đầu, cái người mẹ mới tưởng là nó bị say nắng hay gì đó. Và nó ói thì tưởng là ăn không tiêu. À, rồi cái lấy thuốc cảm rồi cho nó uống, cái lên ngủ sáng là nó chết. Tại sao? Tại vì nó té, nó chơi đá banh á, à, rồi mấy đứa nít mà 7-8 tuổi đó ở trường Trần Quốc Toản á, sân xi măng á, ra chơi cái nó chơi đá banh. Cái nó bị bạn nó gạt chân, cái nó té, nó đập bên này nè. Đó, thì nó bị nứt, có khi không cần bể nứt thôi, nhưng mà cái da đầu chỗ đó không u, không gì hết. Đó, rồi cái trưa cái nó ăn cơm xong nó kêu mệt, nó kêu nhức đầu, nó ói. Thì đem xuống phòng y tế thì kêu mấy điện, mấy kêu mẹ nó vô. Thì mẹ nó đem nó về nhà thì thấy nó mệt, nó lừ đừ, nó ói, nó nhức đầu. Thì tưởng là nó bị say nắng thôi, mới lấy thuốc cảm cho nó uống rồi kêu nó nằm nghỉ, ngủ thì sáng nó chết. Tại vì sao? Tại khối máu tụ này mình không phát hiện được. Nếu mà phát hiện được sớm, nếu mà đem tới bệnh viện chụp hình thì phát hiện cái khối máu tụ ngoài màng cứng mình nổ, mình lấy khối máu tụ ra và mình cầm máu thì nó sẽ sống. Đằng này không phát hiện được và ngủ thì cái khối máu tụ nó ngày nó càng lớn và nó chèn ép vô cái đồi thị. Đó, hai cái đồi thị là cái trung khu. À, nghe trung khu hô hấp và tim mạch thì nó sẽ ngưng tim, ngưng thở và chết. Còn trường hợp này là khối máu tụ dưới màng cứng. Đây, đó, dưới màng cứng. Còn đây khối máu tụ ở hố sọ, đây dưới màng cứng, dưới cứng. Còn đây khối máu tụ hố sọ sau. Đó, hố sọ sau. Đó, trong trường hợp té đập đầu ra phía sau đó. Đó, đây là những cái bệnh lý nha. Do đó thì thực tập á, là thì cô sẽ chỉ, cô hỏi cái rãnh này. À, thì em nói là rãnh động mạch màng não giữa. Đó, nó nằm ở cái phòng mỏng nhất của xương thái dương. À, khi bị đứt thì sẽ gây khối máu tụ ngoài màng cứng. Thì cô thi lý thuyết cô sẽ hỏi. Cô hỏi cái động mạch nào nằm ở mặt trong của xương thái dương. À, khi bị đứt thì gây khối máu tụ ngoài màng cứng. Đây là động mạch màng não giữa. Em phân biệt nha, màng não giữa, có động mạch não giữa nữa, nhưng mà động mạch não giữa nằm trong não á.
Còn cái động mạch nằm sát với xương thái dương là động mạch màng não giữa. Đó, rồi bây giờ đến xương sàn. À, thì xương sàn, à, tại sao kêu xương sàn mà không kêu xương dơi? Giống con dơi không? Đây hai cái cánh nè, cái đầu nè, cái mình, cái chân nè. À, kêu là xương sàn tại vì nó có những cái lỗ nhỏ này nè. À, gọi là lỗ sàn. Thì à, chắc ở thành phố chắc em không biết cái sàn gạo phải không? Đó, chứ ngày xưa đó thì à, làm ruộng thì thu hoạch lúa. Thì để có cái hạt gạo mình ăn, nấu ăn á, thì phải bóc cái tro nó ra. À, bóc cái vỏ tro nó ra. Thì hồi xưa thì người ta không có máy chà gạo, người ta cối, người ta giã gạo. À, mấy em có biết cái bài tiếng chày trên sách bông bo không? Đó, đây giã gạo. Người ta bỏ cái hạt lúa vô cái cối, người ta giã để cho nó bong cái vỏ trấu ra. Nhưng mà sẽ có những hạt gạo nó bị gãy. À, gãy cái người ta mới dùng cái sàng, người ta sàng lại. Thì cái hạt gạo nào gãy thì nó rớt xuống, nó chui qua cái lỗ này nè, nó rớt xuống dưới, gọi là tắm. À, mấy em nghe nói ăn cơm tắm đó. Thì cơm tắm là những hạt gạo gãy, nó rớt xuống dưới, còn những hạt gạo nguyên thì nó ở trên. Đó, thì gọi là hồi xưa cái sàng gọi là sàng gạo. Thì cái xương này gọi là xương sàng thì nó có những cái lỗ nhỏ này nè, đó, nó giống như cái sàng gạo. Thì dây thần kinh nào chui qua cái lỗ này? À, dây thần kinh số 1. À, dây thần kinh số 1 hay gọi là dây thần kinh khứu giác. À, nó chui qua cái lỗ sàng này nè để nó dẫn truyền thông tin về mùi lên não. À, thì cái xương sàng này nó có cái phần thẳng này nè, gọi là mảnh thẳng đứng của xương sàng. À, hay gọi là mảnh đứng xương sàng. À, nó tạo nên vách mũi. À, đây cái mảnh đứng của xương sàng nè. Đây chính là mảnh thẳng đứng xương sàng. Đó, nó tạo nên vách mũi cùng với cái xương màu hồng là xương lá mía đó. Đó, thì cái vách mũi được tạo bởi cái mảnh thẳng đứng xương sàng và xương lá mía. Đó, phải không? Đó, thì đây. Đó, đây chính là mảnh thẳng đứng xương sàng. Đó, nó tạo nên vách mũi. Đây là mảnh ngang xương sàng. Mảnh ngang xương sàng. Đó, thì mảnh ngang xương sàng nó có những cái lỗ này nè, gọi là lỗ sàng. Vậy thì câu hỏi lỗ sàng nằm ở phần nào của xương sàng? À, nằm ở cái mảnh ngang xương sàng. Rồi hai bên đây có hai cái khối gọi là khối bên xương sàng. Ở khối bên xương sàng nó có cái xương quắn đưa ra. À, đây là cái xương xoăn. Quắn gọi là xoăn. Như tóc mình, tóc quắn gọi là tóc xoăn. Đó, thì cái xương quắn đưa ra gọi là xương xoăn mũi. À, xương xoăn mũi giữa và xương xoăn mũi dưới. Đây, à, chúng ta thấy. À, chúng ta thấy đây là cái xương xoăn mũi và mũi giữa và mũi dưới. À, chúng ta thấy đây là cái mảnh thẳng đứng xương sàng và cái xương đưa ra quăng này nè, đó là của khối bên xương sàng đó, nó nè, đó chính là cái xương này nè, đó gọi là xương xoăn mũi giữa, còn đây là xương xoăn mũi trên, đó đây xương xoăn mũi giữa, đó và hai cái xương xoăn mũi dưới là cái xương riêng rồi nha, xương riêng. Còn cái xương xoăn mũi giữa là thuộc về khối bên xương sàng. À, thuộc khối bên xương sàng. Đó, vậy thì chúng ta thấy à, xương sàng nó nằm giữa hai ổ mắt. À, nó nằm sau cái xương mũi. Và ở đây chúng ta thấy ló ra được, đây chính là cái mảnh thẳng đứng xương sàng. Và hai cái xương này là xương xoăn mũi giữa. À, hai cái xương xoăn mũi giữa. Đây, xương xoăn mũi giữa, mảnh thẳng đứng xương sàng tạo nên vách mũi. Hai cái xương xoăn mũi giữa. Rồi hai cái khối này. À, gọi là khối bên xương sàng. Đó. Nhưng mà trong cái khối bên xương sàng này nó có nhiều hốc. À, người ta gọi là xoang sàng. Và nếu mà là một con kiến mà nó chui vô đây này là nó không ra được.
Tại nó bò vòng vòng trong này hoài, nó đâu có biết đường ra, thì gọi là mê đạo sàng. Giống như mê cung vậy đó, à là cái cung nó nhiều phòng, lọt vô đó rồi là không biết đường ra, gọi là mê cung. Thì chỗ này cũng vậy, con kiến mà nó chui vô khối bên xương sàn đây đó, nó có nhiều cái hốc. Đây là khối bên xương sàn nè, à mình cắt đứng dọc qua khối bên xương sàn đó, thì nó có nhiều cái hốc đó, gọi là mê đạo sàn hay là cát son sàn. Thì son sàn là chúng ta có 3 đến 18 son. Vậy đây chúng ta coi mấy son nha, 1, 2, 3, à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. À, đây chúng ta có 13 son sàn. Do đó mình chia thành nhóm. Nhóm son sàn trước, đây nhóm son sàn trước nó nằm kế son, son trán. Đây nó nằm nè, xương trán nằm phía trước, xương mũi nè. À, vậy thì nhóm son sàn trước nó nằm kế cái xương trán. Rồi nhóm son sàn sau, 1, 2, 3 son. Đây là nhóm son sàn sau thì nó nằm kế son bướm. Đây là cái thân xương bướm. Thân xương bướm thì thân xương bướm nó lở một cái hố để cho tuyến yên nằm lên, à để cho tuyến yên nằm lên thì gọi là cái hố yên, gọi là hố yên. À, còn đây là trong thân xương bướm nó lở một cái hốc rỗng này nè, gọi là xoang bướm. Vậy thì xoang sàn sau nằm kế xoang bướm. Nhà thi cô hỏi, à xoang sàn trước nằm kế xoang nào? Xoang cá. Xoang sàn sau nằm kế xoang xoang bướm. Xoang sàn sau nằm kế xoang bướm. Còn lại đây là nhóm xoang sàn sàn giữa, phải không? Đó, vậy thì à, vậy thì mấy em nghe nói diêm son sàn trước, diêm son sàn sự giữa, diêm son sàn sau. À thì thường lúc đầu á diêm son sàn trước, à tại vì diêm mũi nè thì diêm son sàn trước. Rồi nếu mình không điều trị nữa nó diêm son sàn giữa, không điều trị nữa nó diêm son sàn sau. Vậy thì khi mà son sàn sau bị diêm nữa là ba son này bị diêm hết, và nó diêm cái đến son bướm. Và khi nó diêm son bướm rồi á, thì nó sẽ diêm não. Đây não nằm trên này nè, mấy em thấy chưa? Rồi diêm não và dẫn đến chết đó. Thì hiếm khi mà mình nghe nói ai diêm son mà chết. Nhưng mà có nha, có trường hợp cô biết có gia đình đó nghèo, nghèo, và hai ông bà đó ở dưới dốc cầu Cái Răng á, già rồi, bán khẩu trang, găng tay rồi đó. Thì lần đó cô ghé cô mua cái găng tay với khẩu trang. À, thì hai ông bà đó mới nói là có đứa con gái nó đi làm và lương cũng không có bao nhiêu hết á, nó đi làm nó nuôi ông bà và nó bị diêm son sàn, diêm son sàn và nó chết. Đó, vậy thì mình hiếm nghe người nào diêm son mà chết lắm, nhưng mà thường là do những người nghèo. Hỏi làm sao mà chỉ mất, nói là tại vì nó cứ nhức đầu nhức mũi sổ mũi. Thì mà làm lương không có bao nhiêu nó đâu dám đi bệnh viện, đi bệnh viện đi bác sĩ tiền nhiều tiền lắm, do đó cứ để ở nhà rồi cứ mua thuốc giảm đau đồ uống, uống riết thì thuốc giảm đau mà đâu có kháng sinh, thì uống riết nó viêm đến cái son bướm và viêm não và chết đó. Thì nó khi chết đó thì nó bị sốt cao và nó hôn mê, thì đưa vô bệnh viện thì người ta nói là bị diêm son sàn dẫn đến diêm não và chết. Đó, đây mấy em thấy son sàn không? À, nó nằm sát với não, do đó diêm son sàn mà phải điều trị à nha, nếu không điều trị rồi coi chừng diêm não và chết đó. Tại vì từ son sàn mà cắt với não nè, đây mặt dưới thùy trán nè, bởi một cái mảnh xương rất là mỏng, em thấy chưa? Đó. Rồi hai bên son sàn ta còn có son hàm, à nó nằm ở cái xương hàm trên, em thấy không? Đây son hàm. À, mình không gọi là son hàm trên tại vì đâu có son hàm dưới, gọi là son hàm thôi. Và cái chân răng hàm trên nè nó cắm vô gần đụng vô cái son hàm luôn, mấy em thấy không? Nó cắm vô gần đụng vô son hàm luôn đó. Do đó implant á, là thường những cái nơi nhờ nào cái vách xương chỗ này nó dày nên mới làm implant được, còn không là nó mỏng là coi chừng khoan vô son hàm luôn đó. Rồi bây giờ cái xương lá mía, à nghe nó xương lá mía là biết rồi, nó làm sao nó dài. Đây xương lá mía nó nằm từ thân xương bướm nó chạy dài ra phía trước luôn, à để dài ra phía trước luôn.
và nó nằm dưới cái này là cái mảnh thẳng xương sàn, và nó đưa vô trong này gọi là màu gà. À, gọi là màu gà. Và cái xương lá mía này nó nằm dài từ cái xoang bướm, nó dầm dài ra tới phía trước luôn. Đó, đây chúng ta thấy cái đây xương lá mía là chút xíu nè, em thấy không? Đó. Vậy thì cái vách mũi được tạo bởi xương nào? À, đây là câu hỏi nhiều đáp án đúng, thì nó được tạo bởi hai xương. Đây là mảnh thẳng đứng của xương sàn và xương lá mía, mảnh thẳng đứng xương sàn và xương lá mía. Đây. Đó, chúng ta thấy xương lá mía không? Nó dài, nó nằm từ cái phía sau thì nó nằm tiếp khớp với cái thân xương bướm phía trước, nó chạy dài ra trước luôn. À, xương lá mía. Rồi, chúng ta có ba xương xoăn. Xương xoăn mũi trên và xương xoăn mũi giữa thì nó thuộc về xương sàn. Còn xương xoăn mũi dưới là một xương, xương riêng. Rồi đây, chúng ta thấy đây hốc mắt nè, xương mũi nè, mõm trán, xương hàm trên nè, xương lệ, đó, thấy xương lệ không? Rồi, đây là xương xoăn mũi dưới. Đó, xương xoăn, còn cái xương màu đỏ này chính là cái xương hàm trên đó em. Rồi cái xương màu xanh này chính là xương gì? Xương khẩu cái. Nè, xương màu xanh là xương khẩu cái. Và đây là thân xương bướm. Thân xương bướm, đây là hố yên nè, xoăn bướm, và đây là hai chân bướm trong và chân bướm ngoài. Còn đây là phần nền của xương chẩm. À, trên thiết đồ cái đứng dọc qua mũi chúng ta thấy. Rồi, ở đây chúng ta thấy được cái thân cái hố sọ giữa, chúng ta thấy cái xương này là xương bướm, phải không? Đây là cái cánh nhỏ xương bướm, phải không? Còn nguyên cái này là cánh lớn xương bướm. Đây là thân xương bướm. Nó hở một cái hố gọi là hố yên để tuyến yên nằm trong này. Và ở đây chúng ta thấy đây là lỗ ống thị giác, dần kinh thị giác nó đi qua, và đây là hai mõm yên trước. Rồi, vậy thì thân xương bướm nó sẽ khớp với phần nào của xương chẩm? Nó khớp với phần nền của xương chẩm. À, nó khớp với phần nền xương chẩm. Nguyên cái này là xương chẩm nè. Thì xương chẩm nó có cái phần tiếp khớp với xương bướm gọi là phần nền xương chẩm. Rồi cái lỗ này gọi là lỗ lớn xương chẩm. À, hay gọi là lỗ chẩm. Này lỗ lớn xương chẩm, này lỗ chẩm để cái gì đi qua? Tủy sống đi qua. Và phía trước hai cái lỗ lớn này chúng ta có hai cái lỗ hai bên gọi là lỗ hạ thiệt. Hạ là dưới, thiệt là lưỡi, thì qua cái lỗ này có dây thần kinh số 12, nó vận động các cơ lưỡi nó đi qua. Rồi, nhìn xương chẩm á, mặt ngoài thì chúng ta thấy cái phần này nè, à dân gian mình kêu là cái sọ khỉ. À, còn trong y học mình á thì kêu là cái khối bên của xương chẩm hay là phần bên xương chẩm. À, phần bên xương chẩm hay khối bên xương chẩm, và dân gian mình kêu là sọ khỉ, là nhìn phía ngoài á nó nhô ra, nhưng mà phía trong à chính là hai cái hố tiểu não. Do đó người ta nói rằng người nào có sọ khỉ thì người đó thông minh. À, tại sao điều đó đúng không? Đúng, tại vì nếu mà trong cái sọ khỉ này là hai cái hố này nè, là sọ khỉ chính là phần bên xương chẩm nó nhô ra, điều đó nói lên cái gì? Nghĩa là cái tiểu não này nó phát triển tối đa. À, do đó nếu mà người nào có sọ khỉ có nghĩa là tiểu não phát triển tối đa. À, thì nó sẽ chỉ số thông minh sẽ cao hơn. Do đó bây giờ những đứa trẻ người ta cho nằm những cái gối lỗ, nhìn thấy không, gối lỗ hoặc nằm nghiêng để làm chi? Để cho cái tiểu não này nó phát triển. À, và ở bao bên trên tiểu não chúng ta có hai cái lõm này nè, gọi là xoang ngang. À, hai xoang tĩnh mạch ngang. Và ở đây là xoang chẩm, xoang dọc trên thì nó đổ vô ngay cái ngã tư này gọi là hội lưu xoang, là nơi mà máu tĩnh mạch đó nó gặp nhau ngay ngã tư này nè. Đó, do đó khi mà chấn thương mà bể xương chẩm, mà bể cái hội lưu xoang chỗ này nè, à thì bệnh nhân là chết tại chỗ luôn, không chở đi bệnh viện kịp, tại vì máu nó rất là nhiều, nó ngập cái não luôn, nó chèn ép, nó ức chế, nó làm ngưng tim ngưng thở. Đó. Rồi xương bướm, đó, chúng ta lấy xương bướm rời ra. Thì xương bướm nó nằm ở đâu? Đây, nó nằm ở hố sọ giữa nè. À, nó nằm ở hố sọ giữa. Đó, thì chúng ta thấy, đây, đó, lấy xương bướm rời ra. Thì chúng ta thấy xương bướm nó có cái cánh nhỏ xương bướm. Không, cánh nhỏ xương bướm. Còn nguyên cái này là cánh, cánh lớn xương bướm. Thì ở thân xương bướm, đây ở thân xương bướm, ở phía trong nó lở một cái hố.
À, để cho cái tuyến yên nằm vô là hố yên. Và giữa cánh nhỏ và cánh lớn xương bướm chúng ta có cái khe này nè, à gọi là khe ổ mắt trên. Khe ổ mắt trên. Thì dây thần kinh nào qua khe ổ mắt trên? Dây thần kinh 3 4 5 1 6, có 4 dây thần kinh qua khe ổ mắt trên. Cái câu này là câu hỏi nhiều đáp án đúng. Các dây thần kinh nào sau đây qua khe ổ mắt trên? Dây thần kinh 3 4 5 1 6. À, hoặc là câu hỏi ngược lại. Dây thần kinh 3 4 5 1 6 đi qua phần nào của xương bướm? À, đi qua khe ổ mắt trên. Phải không? Đó. Rồi phía sau đây có hai chân bướm, đây là chân bướm trong. À, hay là mõm chân bướm trong, đây là mõm chân bướm ngoài. Ở giữa này nó có một cái hố này gọi là hố chân bướm. À. Rồi, đây chúng ta nhìn cái nền sọ. Rồi chúng ta cắt ngang, ta nhìn từ trên xuống. Nhìn từ trên xuống thì chúng ta thấy cái nền sọ, nhìn từ trên thì chúng ta thấy đây là cánh nhỏ xương bướm, còn đây là xương đá, đây là bờ trên xương đá. Vậy thì một đường là cánh nhỏ xương bướm, một đường là bờ trên xương đá, thì nó sẽ chia cái hố sọ mình làm ba nền, ba phần. Thì cái phần này nè gọi là hố sọ trước, đây là hố sọ giữa, và còn lại là hố sọ sau. À, do đó mấy em hay nghe nói xuất huyết hố sọ trước, phải không? Hay là khối máu tụ hố sọ trước, rồi hoặc là xuất huyết hố sọ sự giữa, hay khối máu tụ hố sọ giữa. À, thường là khối máu tụ hố sọ giữa đây. À, do cái chấn thương nó làm đứt cái động mạch màng não giữa nè. À, thì cái phần này là phần mặt trong xương thái dương, là cái phần mỏng nhất. À, thì đây là rãnh động mạch màng não giữa. À, thi thực tập câu hỏi. Rồi xuất huyết hố sọ sau đây. À, xuất huyết hố sọ sau, à, hoặc là khối máu tụ hố sọ sau đó, thì đây khối máu tụ nó nằm ở đây. Oh, và nhớ là bên phải hoặc bên trái nha. À, chứ không phải là xuất huyết một lúc hai bên đâu. Rồi bây giờ cái từ cánh nhỏ xương bướm trở ra trước thì chúng ta thấy đây là hố sọ trước. Hố sọ trước có gì? Có cái phần thẳng của cái xương sàn nó nhô vô gọi là màu gà, hai bên là cái mảnh ngang và nó có những cái lỗ nhỏ nhỏ nè gọi là lỗ sàn. Lỗ sàn là chữ G mấy em, cái lỗ sàn có G nha. Và thần kinh nào qua lỗ sàn? Thần kinh số 1 là thần kinh khứu giác. À, số 1 là thần kinh khứu giác. Rồi Dạ cô hai ơi, cho bên, em hỏi cái được không cô? à thôi để cô giảng xong rồi hỏi em. Dạ. À, thì hai bên cái lỗ sàn này nè, à, chúng ta có cái đây là cái phần ngang của xương trán, phần ngang xương trán hay là tràng ổ mắt. À, đây, à, thì cô chỉ vô đây, thì mềm một là mềm nói à xương trán, nhà hai là tràng ổ mắt. Rồi, rồi ở hố sọ trước ta còn có cái cánh nhỏ xương bướm, phải không? Hai cái mõm miệng trước, hai cái lỗ này là lỗ thị giác, để dây thần kinh thị giác nó chui qua, dây thần kinh số 2. Rồi, đây là cánh lớn xương bướm. Thì giữa cánh nhỏ và cánh lớn chúng ta có khe ổ mắt trên. À, đây, thì đây chúng ta đây không thấy rõ, đây, khe ổ mắt trên. À, đây chúng ta thấy rõ hơn. Đó, thì qua khe ổ mắt trên chúng ta có 4 dây thần kinh đi qua. Là dây thần kinh 3, 4, 5, 1 và 6. Rồi, đây là thân xương bướm. Thân xương bướm. Thì nó lõm một cái hố này gọi là hố yên, có tuyến yên nằm ở đây, phải không? Rồi phía trước đây là cái giao thoa thị giác, là nơi mà hai dây thần kinh thị giác nó bắt chéo. Dây thần kinh thị giác bên phải này nó chui vô, từ nhãn cầu chui vô nó bắt chéo qua trái. Còn dây thần kinh thị giác bên trái thì đây nó chui, nó bắt chéo qua phải. Và ở giữa ngay chỗ này nè, gọi là rãnh giao thoa thị giác, hay mình gọi ngắn gọn lên là giao thị. Đây nó nằm đây và phía sau là hố yên, phải không? Rồi đây là phần nền xương chẩm đó nào. Rồi bây giờ nhìn mặt bên, hai bên thân xương bướm chúng ta có hai cái hõm này nè. Đó, hai cái hõm này gọi là xoang hang. À, xoang hang. À, nó chứa máu tĩnh mạch gọi là xoang hang. Rồi ở bên nữa chúng ta có cái lỗ này nữa gọi là lỗ tròn. Đây là lỗ tròn. Thì dây thần kinh nào qua lỗ tròn? Dây thần kinh 52 nó đi qua lỗ tròn. Rồi sau lỗ tròn chúng ta thấy cái lỗ này nữa gọi là lỗ bầu dục. Dây thần kinh nào đi qua lỗ bầu dục? Dây thần kinh 53. Sau lỗ bầu dục chúng ta có cái lỗ nhỏ xíu gọi là lỗ gai.
Đó, thì cái gì chui qua lỗ gai? À, chính là cái động mạch màng não giữa nó qua lỗ gai. Không. Đó, đây nó chui từ, nó là nhánh của động mạch hàm. Động mạch hàm có đến 17 nhánh bên, là động mạch hàm là nhánh tận của động mạch cảnh ngoài. À, động mạch hàm là nhánh tận của động mạch cảnh ngoài, nó có 17 nhánh bên. À, để nó cấp máu cho cái ổ mắt, ổ mũi, hầu, thanh quản. Thì cái nhánh đi lên này nè, đó, chui vô não, nhánh này gọi là nhánh động mạch màng não giữa. Nó có hai nhánh, đây là nhánh trước, nhánh sau. Đó, do đó khi mà chúng ta bị chấn thương bể cái xương thái dương, thường bể chỗ này nè. Vậy thì đứt nhánh nào của động mạch màng não giữa? Đứt nhánh sau của động mạch màng não giữa. Do đó sau này đi bệnh viện nha mấy em, trực đêm, trực ngoại á, trực cấp cứu ngoại, thì gặp một bệnh nhân bị chấn thương sọ não mà bể xương thái dương, gây khối máu tụ ngoài màng cứng, thì thầy sẽ hỏi vậy thì đứt nhánh nào của động mạch màng não giữa? Đứt nhánh sau. Đó, đứt cái động mạch màng não giữa, đây là nhánh trước nè, nhánh sau. Đó, rồi nguyên cái xương này là xương đá, thì chỗ xương đá gặp với thân xương bướm thì cái lỗ này gọi là lỗ rách. À, đây gọi là lỗ rách, chỗ xương đá gặp xương bướm đó, chỗ là lỗ rách. Rồi, xương đá thì có ba mặt, đây là cái bờ trên xương đá nè, còn đây là mặt mặt trước, mặt sau, còn phía bên kia là mặt dưới, trước sau và dưới. Thì ở mặt sau thân xương đá chúng ta có cái lỗ này gọi là lỗ ống tai trong. Qua lỗ ống tai trong thì có bao dây thần kinh nó đi qua nha, có ba dây thần kinh đi qua, là dây thần kinh 7, 7 phẩy và 8, 7, 7 phẩy và 8 nó đi qua đó. Nào, thì chúng ta có 12 thần kinh sọ nha, chúng ta sẽ học ở bài hệ thần kinh nha, buổi tới chúng ta sẽ học ở bài hệ thần kinh, hình như bảy tay thì phải. Đó, thì qua lỗ ống tai trong chúng ta có bao nhiêu dây thần kinh đi qua? Đây là câu hỏi nhiều đáp án đúng. À, thì là dây 7, dây 7 phẩy và 8. Thì dây thần kinh số 7 là dây thần kinh mặt. À, nó vận động các cơ bám da mặt. Dây 7 phẩy là dây thần kinh trung gian, nó sẽ vận động bài tiết tuyến lệ, tiết nước bọt dưới hàm, dưới lưỡi và cảm giác vị giác 2 phần 3 trước lưỡi. Còn dây số 8 là dây thần kinh tiền đình ốc tai. À, nó làm cái chức năng nghe và giữ thăng bằng. À, đây qua lỗ tai trong. Đó, thì thi lý thi thực tập thì cô chỉ vô đây. À, thì mấy em nói là lỗ tai trong, nhưng mà thi lý thuyết thì cô hỏi các dây thần kinh, câu hỏi dạng câu hỏi nhiều đáp án đúng, các dây thần kinh nào sau đây qua lỗ tai trong? Thì có 3 dây 7, 7 phẩy 8. Hoặc là cô hỏi ngược lại, dây thần kinh 7, 7 phẩy 8 đi qua lỗ nào của nền sọ? Đi qua lỗ tai trong, hiểu không? Rồi, cái chỗ tiếp giáp giữa xương đá và xương chẩm chúng ta có cái lỗ này gọi là lỗ tĩnh mạch cảnh trong. Đây là xương đá nè, còn cái phần này là xương xương chẩm, thì đây cái chỗ lỗ này gọi là lỗ tĩnh mạch cảnh trong. Thì qua lỗ tĩnh mạch cảnh trong chúng ta cũng có ba dây thần kinh đi qua, là dây thần kinh 9, 10 và 11, dây 9, 10, 11 nó đi qua. À, thì thi cô cũng hỏi các dây thần kinh nào sau đây đi qua lỗ tĩnh mạch cảnh trong? Là dây 9, là dây thiệt hầu đó, khi tổn thương thì nuốt sặc đó. Dây 10 là dây thần kinh lang thang, dây 11 là dây thần kinh phụ đó, 9, 10, 11 nó đi qua. Hoặc là cô hỏi ngược lại, dây thần kinh 9, 10, 11 đi qua lỗ nào của nền sọ? Đi qua lỗ tĩnh mạch cảnh trong. Rồi đổ vô lỗ tĩnh mạch cảnh trong chúng ta có xoang nào đây? À, xoang này là xoang sigma. À, đổ vô lỗ tĩnh mạch cảnh trong chúng ta có xoang sigma. Rồi, nói với xoang sigma thì hai cái xoang này chính là xoang ngang. À, xoang tĩnh mạch ngang. À, gọi là xoang tĩnh mạch ngang, nhưng mà mình hay gọi tắt là xoang ngang. Và ngay chỗ này là gì? Chỗ gặp nhau ngã tư nè, xoang này là xoang dọc trên.
Xoang này là xoang chẵm, hai bên xoang ngang thì ngay chỗ ngã tư này gọi là hội lưu xoang. Và bên dưới cho hai cái hố này là hố tiểu não. Đó, đây là cái nền sọ nhìn từ trên nhìn xuống, thì đây là lỗ sàn nè, sàn có G nha mấy em, dây kinh số 1 đi qua. Lỗ ống thị giác là dây thần kinh số 2. Qua khe ống mắt trên là dây 3, 4, 5, 1, 6. Phải không? Rồi lỗ tròn là dây 5, 2. Lỗ bầu dục là dây 5, 3. Đó, rồi lỗ tai trong là dây 7, 7,8. Lỗ tĩnh mạch cảnh trong là dây 9, 10, 11. Và phía trước cái lỗ lớn xương chẵn chúng ta có cái lỗ này nè, gọi là lỗ ống thần kinh hạ thiệt. Thì có dây thần kinh cuối cùng, đó là dây thần kinh số 12 nó đi qua. Đó, thì cái nền sọ này là có thi đó nha em. Nền sọ này là có thi, thì lát nữa cô sẽ sổ phổ biến cho em cái hình thức kiểm tra giữa kỳ. Đó, hình thức kiểm tra giữa kỳ. Rồi. Rồi, đó, giờ chúng ta nhìn từ dưới lên. À, các nền sọ nhưng mà chúng ta nhìn ngược từ dưới lên. Đó, thì nhìn ngược từ dưới lên chúng ta thấy gì đây? À, đây là xương này xương gì? Xương hàm trên. Và phía sau cái xương này chính là xương khẩu cái. Xương khẩu cái đó. Phải không? Và đây là cái răng hàm trên, nó cắm vô cái cung gọi là cung huyệt răng xương hàm trên. Rồi xương này xương gì? Xương gò má. Xương gò má, phải không? Còn đây là xương thái dương. Thì xương thái dương chúng ta có đây là mõm nhọn là mõm trăm, đây là hố hàm. Hố hàm thì hố hàm của xương thái dương nó khớp với phần nào xương hàm dưới để tạo nên khớp thái dương hàm? Nó khớp với mõm lồi cầu xương hàm dưới tạo nên khớp thái dương hàm. Nhìn ở dưới nhìn lên ta thấy cái mõm này là mõm mõm chũm. À, cái mõm chũm không? Rồi ở đây là lỗ lớn xương chẵm tủy sống đi qua nè. À, rồi đây là cái lồi cầu chẵm. Lồi cầu chẵm. Đó, thì cái lồi cầu chẵm này khớp với đốt sống cổ mấy? Đốt số 1. Nha, hoặc là câu hỏi đốt sống cổ 1 khớp với phần nào của xương chẵm? Lồi cầu chẵm. Còn đây là phần nền xương chẵm, nó tạo nên thành trên hầu. Còn hai cái lỗ tối thui này là lỗ gì đây? À, hai lỗ này là lỗ động mạch cảnh trong. Động mạch cảnh trong từ ở dưới vùng cổ nó chạy lên, nó chui vô hai cái lỗ này nè để nó đi vào não. Đó, không, đây là lỗ động mạch cảnh trong đó. Rồi đây là mõm trăm đó. Do đó cái nền sọ từ dưới nhìn lên thì nữa thì cô sẽ hỏi là cái xương hàm trên nè, rồi xương khẩu cái nè, rồi hỏi xương gò má nè, rồi ở giữa thì cái xương này là xương lá mía. Xương lá mía phải không? Xương lá mía. Và hai bên xương lá mía hai cái lỗ này là lỗ mũi sao. Lỗ mũi sao. Và đây là chân bướm trong, chân bướm ngoài, ở giữa là hố chân bướm. Và đây là phần nền xương chẵm, đây là cái lỗ động mạch cảnh trong. Đó, cái mõm nhọn này là mõm trăm. Mõm trăm. Còn hai bên cái hố này nè là hố hàm. Nó sẽ khớp với mõm lồi cầu xương hàm dưới để tạo nên khớp thái dương hàm. Và sau cái hố hàm là mõm chũm. À, mõm chũm. Và đây là lỗ lớn xương chẵm, nó gọi là lỗ chẵm. Thì nó có tủy sống đi qua nè. Và hai bên nó có cái hai cái giống như cái đế giày mình á, gọi là lồi cầu chẵm. Đó, đó là cái nền sọ nhìn từ dưới lên. Rồi, bây giờ chúng ta thấy những cái chấn thương cái răng hàm mặt. À, những cái chấn thương này là mem đưa vô cái khoa răng hàm mặt nha. Đó, thì cái chấn thương nhẹ nhất, đó, chấn thương nhẹ nhất thì người ta gọi là cái gãy lơ pho 1. Đó, gãy lơ pho 1 là gãy cái gì? À, gãy cái bể cái xương gò má nè. À, té mà đập cái mặt xuống. Đó, bể cái xương gò má, em thấy không? À, thì cái chỗ con mắt chỗ này nó bầm chỗ này, nó lún vô. Và cái con mắt bên chỗ bể nó sụp xuống, em thấy không? Đó, đây. Cái trục kéo ngang thì mắt bên phải nó không có, mắt bên trái nó không bị, nhưng mắt bên phải nó chỗ sườn nó kéo nó thấp xuống, em thấy chưa? À, đây cái gãy này gọi là gãy lơ pho 1. À, rồi cái đường gãy nè. À, gãy rời
giữa xương gò má và xương hàm, gãy rời giữa xương gò má và xương trán. Rồi gãy cái này, à bây giờ gãy cái xương hàm, à, gãy cái xương hàm, à, gãy cái xương hàm, à, thì gãy cái này gọi là gãy lơ pho một nữa, cũng là gãy lơ pho một, lơ pho một, fracture là gãy lơ pho một. Đó, một là gãy xương gò má, hai là gãy cái xương hàm chỗ này thấp dưới này, còn nặng hơn là nó gãy cao lên, phải không, và gãy luôn cái xương mũi, thì cái gãy này gọi là lấy gãy lơ pho hai, lơ pho hai fracture, lơ pho two fracture là gãy lơ pho hai. Đó, đó, gãy ngang cái xương hàm trên, gãy luôn cái xương mũi nha, đó, gãy luôn cái xương mũi luôn, gãy lơ pho hai. Rồi gãy thứ ba nặng nhất là gãy lơ pho ba, gãy xương hàm trên, gãy xương mũi và gãy luôn bể xương xương hốc mắt. Tại sao cô biết bể xương hốc mắt? À đây mấy em thấy dấu hiệu quần kính râm, bể luôn hai xương hốc mắt, quần kính râm mấy em thấy không? Đó, nó bể luôn cái xương hốc mắt, và chung quanh hốc mắt nó được tạo bởi những cái xương mỏng, và khi nó bể thì nó sẽ xuất huyết, nó gây dấu hiệu quần kính râm. Đó, đây là bể xương hốc mắt. Thì cái gãy lơ pho này là gãy nặng nhất, là gãy lơ pho 3. Gãy lơ pho 3. Đó, gãy ngang cái xương hàm nè, xương ổ mắt nè. Đó. Và cái xương mặt, đó, nó gãy ngang hết, mình thấy chưa? À, xương mũi luôn, rất là nặng. Đó là những cái chấn thương ở cái vùng mặt. Rồi bây giờ chúng ta nghỉ 10 phút. Mấy em nào có hỏi gì không? Nãy em nào hỏi gì? Chúng ta xong cái phần xương sọ rồi đó, giờ đến phần cơ. Nãy em nào hỏi gì? Alo. Cô ơi, cho em hỏi. Hỏi đi. Cái động mạch hàm là nó nhánh tận của động mạch gì? Nãy em nghe anh thì... Cái động mạch hàm là nhánh tận của động mạch cảnh ngoài. Sắp tới học. Dạ, nha. Cool. Xong cái bài cơ này chúng ta học đến mạch máu. Rồi bây giờ cô phổ biến cái chuyện thi giữa kỳ nha. Thì phổ biến cái chuyện thi giữa kỳ đó. Thì thi giữa kỳ thì chúng ta căn cứ theo cái danh sách của đào tạo nó đưa. Mà thì thi giữa kỳ thì buổi tới thì chúng ta sẽ thi cái phần đầu mặt cổ. Đó, đây. Đó, thì cô sẽ cho em cái hình này. Phải không? Đó, thì mỗi một em sẽ nói 5 chi tiết. Một chi tiết á, thì sẽ có 15 giây thôi. Qua 15 giây em nói không được coi như bỏ. Thì một cái chi tiết này tính 2 điểm. Ví dụ như câu hỏi số 1 là gì? À mấy em nói dạ phần thẳng xương trán. Số 2 là gì? Mấy em nói lỗ trên ổ mắt. Số 3 xương mũi. Số 4 xương lệ. Số 5 xương gò má. Rồi em nói rất là nhanh, 5 phần này đúng hết là coi như được 10 điểm. Mỗi câu 2 điểm. Còn nếu mà mấy em nói chậm quá 15 giây thì cô sẽ để cái đồng hồ tính giây. Nếu mà quá 15 giây mấy em không nói, ví dụ như câu số 4 mấy em nín thinh hoài mấy không nói được, quá 15 giây bỏ, coi như mấy em mất 2 điểm. Hiểu không? À, thì mỗi một em như vậy thì sẽ nói 5 cái chi tiết. Phải không? Đó. Thì mỗi chi tiết như vậy là 15 giây. Và nói đúng thì tính 2 điểm. Nói trật thì không có điểm nào. Hoặc là nói chậm quá, quá 15 giây cũng không có điểm nào. Hiểu không? Đó thì cô sẽ lấy điểm. Nhưng mà trên 5 điểm cô mới lấy, dưới 5 điểm thì cô cho mấy em thi lại lần nữa. À, thi lại lần nữa. Đó, thấy em, cô sẽ cho cái hình. Đó, nhớ không? Rồi cái hình bên, đó, cô cũng cho cái hình. Cái bài này cô sẽ gửi về cho mấy em luôn. Mấy em ở nhà mấy em chuẩn bị ha. Đó, đây. Đó, cái hình nè. Đó, đây. Cái hình này. Đó, lớp trưởng có cái bài này chưa? Nếu chưa thì cô sẽ, ai là lớp trưởng? Em nào là lớp trưởng? Em cô. Em tên gì? Dạ, Như Ý cô. Như Ý, à rồi rồi, cô có cái cô có cái số điện thoại của Như Ý, với lại cái địa chỉ mail của Như Ý, có nhắn địa chỉ mail cho cô chưa Như Ý?
Dạ rồi cô, bữa em có gửi địa chỉ mail cho cô để cô gửi bài cho em đó cô. À, địa chỉ của em là Gmail hả Như Ý? Dạ đúng rồi cô. À, của em là điện thoại em đuôi là 679 đó Dạ đúng. phải không? Đúng rồi. Vậy lát nữa cô sẽ gửi mấy cái bài thực tập này cho Như Ý ha. Như Ý phổ biến cho mấy bạn nha. À, để buổi tới thì chúng ta sau khi học xong rồi chúng ta sẽ thi kiểm tra giữa kỳ. Đó, nhớ không? Cách thi là cô chiếu cái hình này. Đó, và mấy em sẽ nói dụ số 1 là 2, 3, 4, 5. Mấy em nói 5 chi tiết, mỗi chi tiết 2 điểm. Nói đủ 5 chi tiết á, thì 10 điểm. Còn thiếu một chi tiết nào nói trật là coi như mất điểm, mất 2 điểm. Đúng không? Và nói chậm quá, nghĩa là một chi tiết chỉ được 15 giây thôi. Quá 15 giây không nhớ, coi như mất điểm. Nha. Rồi còn nếu em nào mà dưới 5 điểm thì thôi cô bỏ, cô không lấy điểm và cô cho tạo điều kiện để thi lại lần hai. Đó, đây. Thì một lát nữa cô sẽ gửi những cái bài này về cho mấy em. Đó, nha, cô gửi những cái bài thực tập này về cho mấy em. Rồi như cái bài chi trên, vậy thì mấy em sẽ kiểm tra thực tập đầu mặt cổ nè. Chi trên nè. Cái bài thi thực tập chi trên. Đó. Không. Rồi, cái bài này thì cô cho cái hình thôi nha, chứ không có câu hỏi gợi ý nha em. Cô chỉ coi cái hình thôi nha, chứ không có câu hỏi gợi ý. À, câu hỏi gợi ý này là để thi lý thuyết, còn thi thực tập thì cô kiểm tra giữa kỳ thì cô chỉ cho cái hình thôi nha mấy em. Rồi, cô chỉ cho cái hình thôi. Dù cô hỏi chi tiết số 1 cơ gì, số 2, số 3 cơ gì, 4, 5 cơ gì. Đó, chỉ cho cái tên thôi. Còn còn cái phần chi tiết nè, là câu hỏi này là để thi lý thuyết mới có câu hỏi gợi ý này. Còn thi giữa kỳ không có câu hỏi gợi ý, chỉ cho cái hình thôi. Đó, chỉ cho cái hình thôi. Đó, lát nữa cô sẽ gửi cho mấy em các cái phần này. Đó, nha. Chi trên học rồi. Đó. Và cuối bài, cuối buổi thì cô sẽ chỉ định một số em. À, chỉ định một số em. À, là phần chi trên. Rồi chi dưới. Chi dưới. Rồi phần chi dưới cũng vậy. À, thực tập chi dưới. Đó, hình này. À, mấy em thuộc các chi tiết này. À, thì cô sẽ hỏi mỗi em, cô hỏi 5 chi tiết, mỗi chi tiết 15 giây thôi. Đó, hỏi các cái hình này. Đó. Nha, đó cô sẽ chiếu cái hình số thôi. À, dù cô hỏi Như Ý. À, số 1 là gì? À, số 2 là gì, 3 là gì, 4 gì, 5 là gì? Thì 5 chi tiết này nếu mà nói đúng rồi nói nhanh là được điểm. Còn chi tiết nào mà quá 15 giây là bỏ, không tính điểm nha. Và nói trật cũng vậy, không tính điểm. À, thì điểm tối đa là 10. Và điểm thấp nhất thì là 5. Thì cô sẽ, nếu em nào dưới 5 thì cô sẽ cho thi lại. Rồi, vậy Ok. là xong, hôm nay là chúng ta đã học qua 3 chương đó. Cuối buổi hôm nay là chúng ta đã học qua 3 chương, là chương chi trên, chương chi dưới và đầu mặt cổ. À, thì mỗi một chương vậy thì cô sẽ kiểm tra 10 em. Đó. Và cuối buổi hôm nay thì cô sẽ cho biết 10 em nào hoặc 15 em nào thi. À, cô sẽ có danh sách, cô sẽ phổ biến luôn. Được không? À, và cuối buổi cô sẽ gửi bài cho. Cô ơi cô, ví dụ như trong 15 giây mà mình trả lời sai rồi mình trả lời lại trong 15 giây đó thì có được tính không cô? Không, không có tính. Coi như qua một câu 15 giây mà mấy em trả lời sai là bỏ qua câu khác. Dù câu số 1 mấy em không biết, quá 15 giây bỏ qua câu số 2. Đó, coi như 5 câu không trả lời được. Coi dụ như trả lời được 1 câu thôi có 2 điểm thì coi như không lấy điểm. Và sau khi tất cả các bạn thi hết rồi đó thì những em dưới 5 điểm sẽ thi một lần nữa. Hiểu không? À, thi một lần nữa nghĩa là mỗi em chỉ có 15 giây để trả lời thôi. Không được là bỏ, không được là bỏ. Hoặc trật cũng bỏ luôn.
Rồi, thí dụ như cho 5 câu mà em trả lời được có 2 câu là 4 điểm thì coi như cái điểm đó. Nếu em chịu lấy thì cô lấy, còn nếu em bỏ thì coi như em đợi hết lớp thi xong rồi cô sẽ quay lại cô cho thi lần 2. Mà thi lần 2 này là 2 điểm cũng lấy, 3 điểm cũng lấy nha. À, hiểu không? Hiểu không em? Dạ. Hiểu không? Dạ hiểu. À, rồi. Rồi có em nào hỏi gì nữa không? Nãy có em trai tính hỏi gì đó. Dạ, em muốn hỏi là tại sao sốt huyết não thì chỉ bị một bên thôi đó cô? Bị hai bên. Đúng rồi. Bị hai bên là nặng dữ lắm rồi. Hai bên là ngủm rồi, đâu có tới bệnh viện được em. Nha. Thường là chấn thương người ta, những cái chấn thương mà thường người ta đập một bên đầu hà. Đập một bên đầu hà là bể một bên. Nha. Còn mà đập hai bên, bể hai bên luôn là thường là nặng. Mà nặng là chết rồi, chết tại chỗ rồi. Hoặc là bị xe tải cán qua xương sọ rồi là bể hết hai bên, đâu còn sống nữa. Phải không? Thường mà bể hai bên là rất là nặng. Mà trường hợp nặng thì chết tại chỗ rồi. Hoặc chở tới bệnh viện thì cũng ngáp ngáp một chút rồi chết rồi. Do đó mình đâu có thời gian để mình mổ mình điều trị. Hiểu không em? Đó, còn nếu mà chấn thương thường té người ta đập đầu một bên hà. Phải không? Mình ta đập đầu một bên ở dưới đất á, thường em đứng em té thì một là em ngã ra trước thì em bể xương tráng. Phải không? Ngã ra sau thì bể xương chẳng. Mà bể xương chẳng á, thì nãy cô nói rồi, nó bể cái hội lưu xoang đó. À, bể xương chẳng thì nó bể cái hội lưu xoang đó. Mà bể cái hội lưu xoang thì rất là nặng đây. Nó bể ngay cái hội lưu xoang này nè. Mà hội lưu xoang này máu rất nhiều. Bể một cái rồi là nó ồ ạt, nó ngập não luôn và chết tại chỗ luôn. Không có chở gì bệnh viện kịp, chết tại chỗ luôn. À, còn đập đầu phía bên phải thì bể xương thái dương bên phải, đập đầu bên trái thì bể xương thái dương bên trái. Hiểu không em? Còn nếu bể với hai bên là chết tại chỗ rồi, đâu đem vô bệnh viện làm chi. Hiểu không em? Em. Dạ, dạ. Dạ dạ hiểu rồi cô ơi. À, nếu bể hai bên là rất là nặng rồi, mà nặng là chết tại chỗ rồi. Dạ cô ơi, cô cho em hỏi lại là ngay chỗ mà cung gan tay sau á cô, là nó tạo được bởi động mạch quay với lại nhánh gan tay sau hay nông của động mạch trụ vậy cô? Đây, ủa cái slide này à, cô có cho rồi mà sao kỳ vậy ta? Đây. Đây. Cung gan tay nông. Phải không? Là do động mạch trụ. Chỗ này sai rồi mấy em, mấy em sửa lại cô động mạch trụ nha. Alo, mấy em nghe không? Dạ nghe cô. Chỗ này sai nha. Chỗ này động mạch trụ phải động mạch quay. Đó thì cung gan tay nông được tạo bởi động mạch trụ và nhánh gan tay nông. Nhánh này nè là nhánh gan tay nông nè, nhánh gan tay nông của động mạch quay. À, chỗ này cũng sai nữa, mấy em sửa lại cô chỗ này nha. Nhánh gan tay nông của động mạch quay à, chứ không phải của thần kinh trụ. Sai rồi, chỗ này sai rồi, để cô sửa lại nha. Rồi hiểu không em? Nha, đây là cung gan tay nông được tạo bởi động mạch trụ. Nha, động mạch trụ. Và cái nhánh này là nhánh gan tay nông của động mạch quay. Chú thích trên hình sai rồi, để cô sửa lại nha mấy em. Rồi hiểu không em? Dạ hiểu cô, còn hiểu cái... rồi. Còn cái cung gan tay sau, đây là cung gan tay sau thì ngược lại. Cái cung gan tay sau thì nó được tạo bởi động mạch quay. Động mạch quay và nhánh gan tay sau của động mạch trụ. Trên chữ thì đúng, nhưng mà trên hình thì chú thích sai. Đúng không? Chỗ này là động mạch trụ. Còn chỗ này là nhánh gan tay nông của động mạch quay. Chứ không phải của thần kinh trụ. Đây là sai rồi. Nha. Trên chữ thì đúng, nhưng mà hình thì chú thích sai.
Rồi em thông cảm nha, để cô sửa lại. Rồi, được chưa em? Dạ được cô, em cảm ơn. Được rồi hen, rồi cô xin lỗi, vậy để cô sửa lại. Cô ơi, bữa hôm hổm là gối á cô, cái chỗ mà khớp đầu gối á, cô nói là nó được cấu tạo từ 3 khớp, 4 xương. Mà con đọc trong tài liệu là nó có ghi là có 2 khớp à, là khớp bánh chè với đùi, khớp đùi với chạy. Vậy là đúng rồi, được tạo bởi 4 xương đó. Và 3 khớp đó. Mà trong tài liệu bữa hôm hổm cô gửi là con đọc trong tài liệu là nó ghi có 2 khớp. Khớp giữa xương bánh chè với xương đùi, giữa xương đùi với xương chày. Dạ. À, cái xương chày với xương chày với xương mát nữa em. Dạ dạ dạ. À, rồi vậy là được tạo bởi 4 xương 3 khớp. Giữa dạ, xương dạ. Chày với xương mát nữa em sửa lại giùm cô ha. Rồi để cô sửa lại. Dạ, cảm ơn cô. À, rồi rồi. Nghĩa là cái khớp gối đó thì em hiểu không? Xương chi trên thực tập gắn bàn tay. Đẹp chi dưới này. Cô ơi, cho em hỏi cái lỗ sàn hồi nãy là nó nằm hai bên phần. Đây đây khoan. Đây. Nè, nó được tạo bởi xương đùi, xương bánh chè là một phải không? Một khớp. Xương đùi với xương chày là hai khớp, rồi khớp giữa xương chày với xương mát nữa chi là ba khớp. Nhưng mà có sách thì người ta bỏ cái khớp giữa xương chày và xương mát, người ta bỏ tại vì cái khớp này nó ít có trật lắm. Nó dính luôn. À, nhưng mà mình tính đủ là ba khớp. Còn có sách thì người ta bỏ cái khớp chày và mát. Do đó có sách thì viết hai khớp nha, nhưng mà theo cô là ba khớp nè. Mình bao trùm hết phải không em? Ba khớp. Rồi hiểu không em? Dạ hiểu, dạ hiểu. Hiểu. Rồi em nào hỏi gì xương sàn, hỏi gì đây? Hỏi xương sàn, hỏi gì em? Dạ cái lỗ xương sàn nó nằm hai bên phần nào? À, cái lỗ xương sàn thì nó nằm ở phần ngang xương xương đây cái lỗ xương sàn nè thì nó nằm ở phần ngang, ở mảnh ngang xương sàn. Rồi hiểu chưa em? Dạ. Hiểu chưa? À, nó nằm ở cái mảnh ngang xương sàn nè. Rồi vậy thôi chúng ta ra qua đến phần cơ nha mấy em. Rồi rồi ở vùng mà đầu mặt cổ á, thì chúng ta có những cái cơ. Thì đặc điểm của cái cơ đầu mặt cổ này sao? Nó mỏng. Nó mỏng. À, và nó bám vô. Một đầu thì nó bám vô xương, một đầu nó bám vô da, gọi là cơ bám da. Nó bám vô da gì? Nó bám vô da đầu, gọi là cơ đầu. Nó bám vô da mặt, à, gọi là cơ mặt. Nó bám vô da cổ thì gọi là cơ cổ. Phải không? Đó, thì đầu thì chúng ta chia ra phần da trán, à, bám vô da trán là cái cơ trán, bám vô chẩm là cơ chẩm, và bám vô cái cơ chỗ này nè gọi là xương đỉnh, rồi là cơ đỉnh chẩm, thấy không? Đó. Rồi nó bám chung quanh ổ mắt, à, là cơ vòng vòng ổ mắt. Nó bám chung quanh gò má, à, là cơ gò má lớn gò má bé. Nó bám chung quanh ổ mũi, phải không, là cơ cánh mũi, nâng môi trên cánh mũi. Nó bám chung quanh ổ miệng, rồi chung quanh càm, rồi nó bám ngay chỗ này nè là cơ cắn, là em thấy không? Đó, ngay chỗ góc hàm cái cơ mà nhô nhô lên nè, đó là cơ cắn đó. Rồi cơ cười,
đó là những cái cơ bám da mặt à, và nó sẽ làm nhăn cái da mặt để biểu hiện tình cảm. Rồi ở cổ thì chúng ta chia ra cái vùng này là vùng cổ trước à, cơ vùng cổ trước. Rồi cơ vùng cổ bên à, cái cơ vùng cổ bên thì cái cơ mà nổi lên này là cơ ức đoàn chẩm đó mấy em à, một đầu nó bám vô xương ức, một đầu nó bám vô mõm chẩm, đó là đầu nguyên quỷ đó, còn đầu bám tận nó bám vô mõm chẩm nè. Thì cái cơ vùng cổ bên là cái cơ mà quan trọng nhất là cơ ức đoàn chẩm. Rồi cơ vùng cổ sau à, nó chia ra những cái tam giác mấy em thấy không à, cơ vùng cổ sau. Vậy thì cơ cổ chia ra cơ cùng cổ trước, cơ vùng cổ bên và cơ vùng cổ sau. À, rồi thì cái cơ đầu mặt cổ này nè, nó có ba đặc điểm. Thứ nhất là cái đầu nguyên quỷ thì nó bám vô xương, như là bám vô xương trán nè à, xương quanh ổ mắt nè, rồi xương gò má nè, rồi xương hàm trên, xương hàm dưới. Đó, một đầu bám vô xương, còn một đầu kia thì nó bám vô da. Một đầu kia nó bám vô da à, da mặt, da đầu, phải không, da càm, phải không? Đó, thì cái đầu như vậy thì khi cơ nó co thì nó làm cho nét mặt nó bị nhăn. Nó nhăn thì biểu hiện cái nét mặt. Thí dụ như mấy em nhìn thấy một người mà họ nhăn nhó, là mấy em nhìn thấy nét mặt nhăn nhó là biết họ có cái gì khó chịu rồi à, một là họ bực mình cái chuyện gì, hai là họ bị đau đớn, phải không? Đó, còn em thấy một người mà cái mặt tươi cười là mấy em biết là họ đang có chuyện vui, phải không? Còn người cái mặt buồn so là biết là đang có chuyện buồn. Nó biểu hiện tình cảm nét mặt. Và dây thần kinh nào vận động các cơ bám da mặt này? Dây thần kinh số 7. Do đó dây thần kinh số 7 gọi là dây thần kinh mặt và liệt mặt. Thì người ta chia hai loại liệt. Sau này em đi bệnh viện đó nha, thì em thấy một bệnh nhân bị méo miệng. Méo miệng tất nhiên là liệt dây 7 rồi. À, đây, thí dụ như liệt dây 7 bên phải thì miệng méo về bên trái, liệt dây 7 trái thì miệng méo về bên phải. À, vậy thì méo miệng như vậy à, vậy thì liệt dây 7 thì thầy sẽ hỏi mấy em vậy chứ, liệt dây 7 trung ương hay ngoại biên à, liệt 7 trung ương hay ngoại biên đó. Thì chúng ta sẽ coi lại một cái. À, mấy em thấy đây à, một bệnh nhân cái miệng không, mấy em thấy méo về bên hay không, méo về bên nào, méo về bên trái à, miệng méo về bên trái nè, vậy thì liệt dây 7 bên phải và con mắt bên trái nó sụp mi nè à, gọi là dấu hiệu sạc lơ bèo, mấy em thấy không đó, đây là liệt dây 7 đó à, liệt dây 7. Còn cái này là hội chứng tăng áp lực sọ não nè à, khi có vấn đề gì ở não như là xuất huyết não hoặc là đứt cái động mạch màng não giữa đó thì máu nó sẽ tụ, nó gây hội chứng tăng áp lực sọ não, bệnh nhân nhức đầu và nôn, nôn rất là mạnh. Đó, vậy thì dây thần kinh số 7 đây. Đây là dây thần kinh số 7. Nhân của nó thì nó nằm ở sau lưng của cái nhân, nó nằm trong não nè. Đó, do đó nếu mà liệt dây 7 mà liệt tại đây nè, liệt trong não, có thể là do bị xuất huyết não hoặc chấn thương sọ não. Vậy thì liệt trong não là gọi là liệt trung ương hay liệt ngoại biên mấy em? Liệt trung ương. Còn bắt đầu cái sợi trục nó chạy ra à, nó chui qua lỗ tai trong à, nó đi trong cái xương đá và nó đi ra ngoài. Đây, bắt đầu nó chui ra ngoài qua cái lỗ trăm chẩm. Vậy thì từ đây trở ra đây, từ sọ nè, nó ra ngoài, thì cái đoạn từ đây trở ra đây gọi là đoạn ngoại biên. Nếu mà liệt từ cái đoạn này trở ra thì gọi là liệt 7 ngoại biên đó, phải không? Còn liệt từ trong não trừ đây nè đó, cái đoạn trong não là liệt trung ương. Do đó thường một bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, cái bệnh nhân qua khỏi, hồi phục, bệnh nhân tỉnh là bệnh nhân bị méo miệng. Vậy thì thầy sẽ hỏi mấy em gì chứ, bệnh nhân này liệt 7 trung ương hay ngoại biên? Trả lời coi như ý, liệt 7 trung ương hay ngoại biên như ý. À, dạ cô, là em nghĩ là trung ương con.
Đúng, trung ương, tại vì bệnh nhân bị tai biến mạch máu não. À, đó. Bệnh nhân bị cao huyết áp, bị tai biến nghĩa là đứt mạch máu não. Thì mạch máu não đứt ở đâu? Nó đứt ngoài này à. Ngoài này đâu phải mạch máu não, nó đứt trong này nè. Do đó cái mạch máu não nó đứt thì nó sẽ chèn ép cái nhân dây bẫy nè, nó làm chết cái nhân dây bẫy. Thì khi thấy cái nhân dây bẫy chết giống như cái cây mà chết bộ rễ, vậy thì nó chết vĩnh viễn luôn, vậy thì liệt trung ương. Vậy thì thầy sẽ hỏi liệt trung ương thì có hồi phục không em? Như ý em trả lời coi liệt trung ương có hồi phục không. Dạ thưa cô, là em nghĩ là nó có thể hồi phục được. Không, cái cây mà nó chết cái bộ rễ rồi thì em trồng lại nó có sống không em? Dạ cô, là không. Không đó, do đó cái liệt trung ương là liệt tại nhân nè, phải không? Đó thì cái cây mà nó chết cái bộ rễ rồi thì trồng nó đâu sống, do đó liệt trung ương là liệt ngay nhân, thì chết rễ rồi thì đó là liệt vĩnh viễn luôn, bệnh nhân không hồi phục. Nhưng còn lại cái đoạn này là lỗ trăm chủm, là cái đoạn này nó đi ra ngoài sọ, do đó liệt cái đoạn từ cái ngoài sọ, từ lỗ trăm chủm đi ra, liệt rồi khúc sau này là khúc ngoài này gọi là liệt ngoại biên. Vậy thì liệt ngoại biên có hồi phục không như ý? Dạ cô, là liệt ngoại biên là có hồi phục. Có hồi phục à, nghĩa là nó sẽ những cái dây thần kinh này nó đứt, cái sợi trục thì nối lại được. Thí dụ như bệnh nhân bị zona gọi là rời leo, mấy em biết bệnh rời leo không? Biết bệnh rời leo không? Dạ không. Không biết cái bệnh đó hả? Trời ơi. À, cái bệnh đó nó giống như viêm Dạ kết mạc. biết. Có khi nó bị cả nhà luôn, tại vì nó do virus zona nó lây dữ lắm. Đây. Cái bệnh rời leo nè. Đó, bệnh rời leo nè, thấy không? Đó, do virus zona nó ăn theo dây thần kinh. Thì đây là virus zona nó ăn theo dây thần kinh 51 nè. Đó, nó ăn theo dây thần kinh liên sườn nè. Đó, và có khi nó ăn theo dây 7. Do đó làm cho bệnh nhân bị méo miệng, nhưng mà méo miệng từ cái đoạn này ra, tại virus zona nó ở ngoại biên. Do đó có thể hồi phục nha, nhưng mà lâu. Đó, một thời gian lâu. À, thì cũng lâu rồi, cách đây cũng khoảng 20-30 năm, thì có một bác sĩ ở giải phẫu luôn, bị virus zona nó ăn cái dây 7, và bệnh nhân đó bị méo miệng, mà méo miệng ngay bữa đám cưới luôn. Do đó không có chọc cho nó cười, nó không dám cười, tại cười cái miệng méo sẹo à. Và sau đó thì nó đi châm cứu, thì khoảng 6 tháng sau nó cái sợi trục nó mọc liền lại. Thì đó là cái dây thần kinh, các cái cơ bám da mạc đó, nó được dây thần kinh số 7 vận động nha. Do đó liệt dây 7 thì miệng sẽ méo bên đối diện, và liệt 7 thì chia liệt trung ương, nghĩa là liệt tại não do cái xuất huyết não hoặc là chấn thương sọ não và không hồi phục. Còn liệt 7 ngoại biên thì hồi phục được, phải không? Đó, bây giờ cơ. À, cơ thì chúng ta có những cái cơ đầu. Cơ đầu là cơ nó đi từ cái dây xương trán nha, da trán nó bám vô đến cái xương chẩm, do đó cái cơ này nè thì gọi là cơ trán, phải không? À, cái cơ này gọi là cơ trán. Thì khi cơ trán nó co thì nó làm nhăn da trán. Thì chúng ta nhăn da trán khi nào? Khi nào chúng ta cái da trán nhăn? Em nhìn thấy một người nhăn da trán không? Thì em đoán người đó bị gì? Thứ nhất là khó chịu, phải không? Đau đớn, nhăn mặt, nhíu mày, hoặc là ngạc nhiên. Còn đây, cái phần cơ chẩm này nó co thì nó sẽ làm dựng tóc gáy lên. Hay là cơ thái dương đỉnh này nó co, nó làm dựng cái tóc thái dương lên, dựng cái tóc mai này lên. Vậy thì cái cơ chẩm và cơ thái dương đỉnh này nó co thì nó làm dựng tóc lên. Dựng tóc lên là biểu hiện cái gì? Sợ, phải không? Đó, sợ sệt. Rồi, ở cái giữa hai cái cung mài chúng ta còn có cái cơ này. Cơ này gọi là cơ mảnh khảnh. Cơ này là cơ cao mài. Đó, khi mà cái da trán nó nhăn và hai cái chân mài này co lại, gọi là nhăn mặt nhíu mày đó, thì nó biểu hiện cái gì? Sự đau đớn, cao mày. Rồi cơ bám vòng vòng quanh ổ mắt này gọi là cơ vòng mắt, và khi cơ vòng mắt nó co thì nó sẽ làm cho nhắm mắt lại. Rồi đây là cơ mũi. Đó, thì cái cơ mà bám vô cái cánh mũi này nè, gọi là cơ cánh mũi, hay là phần nha.
của cơ mũi. Đó. Rồi cái cơ này đi từ môi trên cánh mũi, nó bám vô cái xương hàm trên nè, mỏm trán xương hàm trên, thì cái cơ này gọi là cơ nâng môi trên cánh mũi. À, khi nó co thì nó kéo cái môi lên và kéo cái cánh mũi lên. À, cười nhưng mà cười nở mũi. Rồi cơ này là cơ nâng môi trên, nó đi từ da môi trên nè, nó bám vô xương gò má, phải không? Gọi là cơ nâng môi trên. Khi co thì nó cũng kéo cái môi lên. Rồi đây là cơ gò má bé, cơ gò má lớn, cơ cười. Đó. Thì những cái cơ sau đây như là cơ mũi nè, rồi cơ nâng môi trên cánh mũi, cơ nâng môi trên nha. Có bên dưới này là cơ nâng nâng môi trên góc miệng đó, cơ nâng góc miệng đó, là cơ bên dưới này nè, là nâng góc miệng. Rồi cơ gò má bé, gò má lớn, cơ cười. Thì những cơ này nó sẽ biểu hiện cái nét mặt vui hay buồn. Vui, phải không? Đó thì cô hỏi những cơ sau đây biểu hiện nét mặt vui. À, thì mấy em phải nhớ nha. Đó, cái câu này là câu hỏi nhiều đáp án đúng đó. Hoặc là cô hỏi trong những cơ sau đây biểu hiện nét mặt vui ngoại trừ, à, ngoại trừ cơ nào? Đó, thì mấy em nhớ để mấy em khoanh. Đó, thì những cơ biểu hiện nét mặt vui là cái cơ mũi nè, nó kéo cánh mũi lên, cơ nâng môi trên cánh mũi, cơ nâng môi trên, nâng góc miệng, gò má bé, gò má lớn và cơ cười. Đó, thì những cái cơ này nó sẽ biểu hiện cái nét mặt vui. À, rồi bây giờ biểu hiện nét mặt buồn là cơ vòng miệng. Đó, buồn, cơ vòng miệng nó co thì nó làm cho cái miệng chúm lại, không có cười. Rồi cơ hạ góc miệng, rồi hạ môi dưới, hạ càm. À, đây là những cơ biểu hiện nét mặt buồn. Do đó thì cô hỏi những cơ nào sau đây biểu hiện nét mặt buồn? Cơ vòng miệng nè, cơ hạ góc miệng, cơ hạ môi dưới, cơ càm. Đó là biểu hiện nét mặt buồn. Hoặc là câu hỏi trong những cơ biểu hiện nét mặt buồn sau đây ngoại trừ, à, ngoại trừ thì sẽ có một cơ không có thuộc nhóm cơ này. Hiểu chưa? Đó là cơ vùng mặt. Rồi bây giờ tới cơ nhóm cơ nhai. À, nhóm cơ nhai thì khi cơ này nó cử động thì nó sẽ làm cho cái khớp thái dương hàm này nó chuyển động. À, do đó cái cơ như là cơ lớn nhất là cơ thái dương. À, nguyên quỷ nó từ hố thái dương mà nó bám vô cái mỏm vẹt xương hàm dưới. Khi nó co thì nó sẽ làm cử động khớp thái dương hàm. Rồi cơ cắn. À, cơ cắn thì nó đi từ góc hàm này, nó chạy vô, nó bám vô cái mặt trong của cái xương gò má. Đó là cơ cắn. Đó là hai cơ nông. Hai cơ sâu. À, chúng ta còn có một cái cơ đó là cơ mút nha mấy em. À, bên dưới cơ cười. Đây là cơ cười nè. Bên dưới cơ cười là cái cơ này là cơ mút. Thì mình cắt cái cơ cười ra. À, đây mình thấy cái cơ mút rất là lớn. Phải không? Cơ mút rất là lớn. Vậy cơ mút dùng để gì? À, trẻ con thì dùng để bú. Phải không? Đó, trẻ con thì dùng để bú. Mút sữa. Còn người lớn thì cơ mút dùng để gì? Xài ống hút, phải không? Hút ống hút hoặc là thổi sáo. Do đó cái cơ mút này còn gọi là cơ mít sáo nữa đó. Và cái gì xuyên qua cái cơ mút này? Ống tuyến nước bọt mang tai nha. Thì thi cô hỏi nha, cái ống tuyến nước bọt mang tai xuyên qua cơ nào ở vùng mặt? À, xuyên qua cơ mút, nhớ không? Đó. Rồi bây giờ trong cái nhóm cơ nhai mình có 4 cơ. Cơ mút này không có thuộc nhóm cơ nhai nha. Có 4 cơ là cơ thái dương, cơ cắn. Hai cơ bên trong là cơ chân bướm ngoài. Nó đi từ chân bướm ngoài, nó bám vô cái cổ của cái lồi cầu. Rồi cơ chân bướm ngoài. Rồi đây là cơ chân bướm trong. Đó, thì cái nhóm cơ nhai gồm 4 cơ. Hai cơ nông là cơ thái dương, cơ cắn. Hai cơ sau là cơ chân bướm ngoài và cơ chân bướm trong. Rồi, đây chân bướm ngoài và chân bướm trong. Và bốn cái cơ này do dây thần kinh nào vận động? À, do dây thần kinh 53. Đây, thần kinh hàm dưới 53 nó vận động đó. Do đó nãy cô nói rồi, khi mà bị nhổ răng hàm dưới đó, nhổ răng khôn ở hàm dưới đó, thì tiêm trúng dây thần kinh 53 nè. À, tại vì nó nằm sát cái chân răng khôn. Do đó tiêm thuốc vô cái dây 53 thì bệnh nhân sẽ bị liệt cái nhóm cơ nhai.
không hả miệng được, bệnh nhân phải uống sữa bằng ống hút 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, có khi 4 tuần luôn. Đặng đợi cho cái thuốc tê nó hết rồi, thì thần kinh bắt đầu nó hoạt động lại thì chúng ta mới có thể cử động nhóm cơ nhai được. Rồi, cơ dùng cổ, cổ trước. À, cơ dùng cổ trước, đây cơ dùng cổ trước. Thì có cái xương móng nè, nó chia cái dùng cổ trước ra, cái nhóm cơ này là nhóm cơ trên xương móng, và nhóm cơ này là nhóm cơ dưới xương móng. Thì nhóm cơ trên xương móng thì chúng ta có 4 cơ. À, cơ cơ hàm móng, cơ càm móng nha, đây. À, 4 cơ, cơ này là cơ càm móng. Đây là cơ hàm móng. Không, 4 cơ, cơ càm móng, cơ hàm móng. Rồi, cái cơ này là cơ nhĩ thân. Cơ nhĩ thân và cơ trăm móng. Đó, 4 cơ. Nè, cơ nhĩ thân, cơ trăm móng, cơ hàm móng và cơ càm móng. Đó, thì cái cơ nhĩ thân này do 2 dây thần kinh vận động. Và dây thần kinh phía trước này nè, là phía bụng trước của nó là dây số 7, bụng sau là dây 53. Còn cơ trăm móng là dây 7. Còn cơ hàm móng là dây 53 và cơ càm móng là dây kinh cổ 1. Đó, đó là các dây thần kinh. Rồi nhóm cơ dưới xương móng. Đây, dưới xương móng, đi từ xương móng nè, đi đến cái sụn giáp. Thì cái cơ đó gọi là cơ giáp móng. Đây là cơ giáp móng. Đi từ xương móng nè, xương móng đến sụn giáp là cơ giáp móng. Rồi cơ đi từ xương móng đến xương ức, à là cơ ức móng. Rồi cơ đi từ sụn giáp đến cái xương ức là cơ ức giáp, phải không? À, rồi cơ đi từ xương vai, à đây, đi từ xương móng nè, chạy băng ra sau. Nè, đi từ xương móng, một đầu bám vô xương móng, là một đầu băng ra sau bám vô xương vai. Thì cơ này gọi là cơ vai móng. Thì cái này là bụng trên cơ vai móng, phải không? Còn cái bụng này là bụng, bụng dưới cơ vai móng. À, đây, đây là bụng trên cơ vai móng, bụng dưới cơ vai móng, ở dưới là gân. Thì gân cơ vai móng nó sẽ bắt chéo trước cái động mạch cảnh nha, nó trước cái động mạch cảnh chung. À, à vậy thì cô hỏi cái gì? À, mấy em thấy 4 cái ABCD không? À, cô hỏi cơ nào sau đây không thuộc nhóm cơ trên móng? Nhớ không? Đây là câu hỏi khó. Cơ nào sau đây không thuộc nhóm cơ trên móng? À, thì trong 4 cơ sẽ có 1 cơ không thuộc nhóm cơ trên móng. Rồi cơ dưới móng cũng có 4 cơ. Mấy em thấy không? ABCD nè, 4 cơ ABCD. Thì cô sẽ hỏi cơ nào sau đây không thuộc nhóm cơ dưới móng? Do đó em phải học thuộc để mấy em loại trừ được. Và cái nhóm cơ dưới móng này là do cái nhánh của đám rối thần kinh cổ vận động. Rồi cơ vùng cổ bên. À, thì vùng cổ bên này nổi bật nhất là cái cơ ức đoàn chẩm. Hai cái đầu nguyên quỷ, à, hai đầu cố định đó, thì nó bám vô cái xương ức là đầu ức. Nó bám vô xương đòn là đầu đòn. Hai đầu nhập lại bám vô mõm chẩm. Thì cái bám vô mõm chẩm là đầu bám tận đó, gọi là cơ ức đoàn chẩm. Nha. Và phía trước cước đoàn chẩm này, cái tam giác này gọi là tam giác cảnh. Còn đây là tam giác giam, tam giác hàm. À, tam giác hàm hay tam giác dưới hàm. Đó, thì cái cơ nổi bật nhất gọi là cước đoàn chẩm. Vậy thì Thi cô hỏi dây thần kinh nào vận động cước đoàn chẩm? Chính là dây thần kinh số 11. Hoặc là cô hỏi dễ hơn, cơ nào là cơ nổi bật nhất ở vùng cổ bên? À, chính là cơ ức đồng chẩm, phải không? Rồi nó có 3 cơ bậc thang. Bậc thang trước, bậc thang giữa, bậc thang sau. Cơ nâng vai và cơ gối. Đó nha. Vậy thì ở vùng cổ bên cũng có 4 cơ. À, ABCD đấy không? Là cơ ức đồng chẩm nè. Cơ bậc thang trước, bậc thang giữa, bậc thang sau, cơ nâng vai và cơ gối nha. Nhắc lại, ở vùng cổ bên chúng ta có 4 cơ. Và trong đó, à, 4 cơ, thì trong đó cái cơ ức đoàn chẩm là cơ nổi bật nhất.
Và dây thần kinh vận động cứ đoàn chẩm là dây thần kinh số 11. À, nha, khi mà để trả lời câu hỏi thi thì mấy em kiếm ở trong cái PowerPoint này nè. Rồi, cứ đoàn chẩm, ba cơ bậc thang, mình kể như một là bậc thang trước, giữa và sau. Rồi, cơ nâng vai, cơ gối. Nào, còn cái chỗ này chính là gì? Đây là bụng sau cơ vai móng nè. À, bụng sau cơ vai móng. Rồi, đây, chúng ta cắt cái cơ đoàn chẩm đi. Thì chúng ta thấy là cơ bậc thang trước, bậc thang giữa và sau. Và đặc biệt là cái gì? À, cái động mạch là động mạch dưới đòn và đám rơn kinh cánh tay. Nó nằm giữa cơ nào? Nó nằm sau cơ nào và trước cơ nào? À, nó nằm sau cái cơ bậc thang trước. Nằm sau cơ bậc thang trước và nằm trước cơ bậc thang giữa. Vậy thì cơ bậc thang trước và cơ bậc thang giữa kẹp lấy cái gì? À, câu hỏi này là câu hỏi nhiều đáp án đúng nha. Hay là câu hỏi nằm giữa cơ bậc thang trước và bậc thang giữa là động mạch nào và đám rối thần kinh nào? Động mạch dưới đòn và đám rối thần kinh cánh tay. À, phải không? À, thì kẹp giữa cơ bậc thang trước và cơ bậc thang giữa. Hay là nằm giữa cơ bậc thang trước và cơ bậc thang giữa là thần kinh nào và động mạch nào? Thì đó là động mạch dưới đòn và đám rơn kinh cánh tay. À, nó nằm đây, cơ bậc thang trước nè, cơ bậc thang giữa nè. Đó, thì nó đi từ cái mõm ngang của đốt sống cổ 2, cổ 3, cổ 4, cổ 5, cổ 6 và nó chạy xuống, nó bám vô xương sườn 1 hết. Riêng cơ bậc thang sau thì nó bám vô xương sườn 2 thôi. Phải không? Đó, chúng ta nhớ nha, là cái động mạch này là động mạch dưới đòn. Nó bị kẹp giữa cái cơ bậc thang trước và bậc thang giữa và nằm sát động mạch dưới đòn, còn có đám rối thần kinh cánh tay. Đó, nhớ nha, lát nữa gặp lại. Đó. Rồi, đây là cái hình tiếng Việt và hình tiếng Anh. Đó, cô đối chiếu để chúng ta học ngoại ngữ. Rồi, bây giờ ở đây chúng ta có những cái tam giác. Đây là một tam giác nè. À, tam giác này là tam giác gì? Tam giác dưới hàm, xương hàm dưới nè. Rồi hai tam giác, tam giác này là tam giác cảnh, nó nằm trước cước đoàn chẩm. Ba tam giác, à, tam giác này là tam giác chẩm, tam giác chẩm. Và bốn tam giác là tam giác vai đòn, nó hợp bởi xương vai và xương đòn nè và xương vai. Vậy thì chúng ta có bốn tam giác. Tại sao chúng ta mô kỹ bốn tam giác đó, mô tả kỹ bốn tam giác đó? Tại vì trong bốn tam giác đó có những mạch máu thần kinh quan trọng nằm trong đó. À, chúng ta biết đằng sau này mấy em phẫu thuật mấy em tránh chứ, để mấy em không biết có cái gì ở dưới mấy em. À, giống như dây điện mà nó chạy ngầm ở trong tường vậy đó, thì mấy em phải biết cái dây điện đó ở trong cái vách tường chỗ đó nó có dây điện, chứ không biết mấy em khoan là nó giật mấy em đó. Giống như cái đường cáp đi ở dưới đường cũng vậy, thì những cái chỗ mà có cái đường cáp nó dây điện nó đi, người ta làm cái dấu đánh dấu, mấy em thấy không? Đó. Cho nếu mà không biết mấy em khoan trúng là nguy hiểm. Vậy thì trong những cái tam giác này nó có mạch máu thần kinh quan trọng, chúng ta biết, bác sĩ chúng ta phải biết để sau này mấy em mổ mấy em tránh. Thì cái tam giác dưới hàm này nè, à, giới hạn của nó nha, một cạnh là xương hàm dưới, một cạnh là bụng trước cơ nhị thần, cạnh sau là bụng sau cơ nhị thần và cơ trăm móng. Vậy thì trong tam giác dưới hàm này nó chứa cái gì? À, nó chứa động mạch mặt, động mạch lưỡi và thần kinh số 12. À, động mạch mặt, động mạch lưỡi và thần kinh số 12. Vậy thì cô sẽ hỏi thành phần nào sau đây không nằm trong tam giác dưới hàm? À, để em coi chừng, thành phần nào sau đây không nằm trong tam giác dưới hàm? À, thì có ba cái rồi, động mạch mạc, động mạch lưỡi, thần kinh 12. Dụ cô chen vô thần kinh 10 vô, phải không? Đó, mấy em phải biết, mấy em nhớ nha. Rồi, à, tam giác cảnh, đây tam giác cảnh. À, thì tam giác cảnh, tại sao gọi là tam giác cảnh? Thì nó chứa động mạch cảnh chung nè, tĩnh mạch cảnh trong và dây kinh số 10. Đây là tam giác cảnh. À, thì một cạnh của nó là bụng, à, bụng trên cơ vai móng, một cạnh là bụng sau cơ nhị thần, một cạnh là bờ trước cước đoàn chẩm. Đây, vậy thì trong tam giác cảnh nó chứa ba thành phần quan trọng là động mạch cảnh chung,
tĩnh mạch cảnh trong và thần kinh số 10. Đó, động mạch cảnh trung, tĩnh mạch cảnh trong, thần kinh số 10. Thì cô sẽ hỏi thành phần nào sau đây không nằm trong tam giác cảnh. Nhớ nha, không nằm trong tam giác cảnh. Đó, thì em phải biết có cái nằm không nằm trong. Phải không? Rồi, tam giác chẩm. À, tam giác chẩm hay thì trong tam giác chẩm này có đám rối thần kinh cổ. Rồi tam giác vai đòn. À, trong tam giác vai đòn có đám rối thần kinh cánh tay và động mạch dưới đòn. Đây. À, tam giác vai đòn chỗ này nè. Có đám rối thần kinh cánh tay và động mạch dưới đòn. Nhớ không? Dạ, thì cô sẽ hỏi thành phần nào sau đây không nằm trong tam giác vai đòn. À, không nằm trong tam giác vai đòn. Mấy em nhớ. Rồi đây. Đây chúng ta thấy đây là đám rối thần kinh cổ. Nó nằm trong tam giác chẩm. Rồi, đây, đám rối thần kinh cánh tay động mạch dưới đòn nó nằm trong tam giác vai đòn. Còn đây tam giác cảnh. À, tam giác cảnh thì nó chứa động mạch cảnh trung, phải không? Tĩnh mạch cảnh trong và dây thần kinh số 10, đây dây số 10 nè. Đây là động mạch cảnh trung, tĩnh mạch cảnh trong và dây số 10. À, đây là tam giác cảnh. À, chúng ta thấy ba tam giác. Rồi, bây giờ nói đến đám rối thần kinh cổ. À, đám rối thần kinh cổ thì chúng ta có đây là ba đám rối thần kinh. Phải không? Đám rối thần kinh cổ thành lập từ thần kinh gai sống cổ 1, cổ 2, cổ 3, cổ 4. Thì những dây thần kinh nó từ tủy cổ nó chạy ra. Và khi ra khỏi cái cột sống rồi, đó, thì nó bện lại với nhau tạo thành đám rối thần kinh cổ. Đám rối thần kinh thứ hai là đám rối thần kinh cánh tay. Nó được thành lập bởi thần kinh gai sống cổ 5, cổ 6, cổ 7, cổ 8 và ngực 1. Nó tạo nên đám rối thần kinh cánh tay. Phải không? Đó, đám rối thần kinh tay học rồi chưa? Học rồi nha. Thì cô sẽ hỏi đó, đám rối thần kinh cánh tay. Đó, nó sẽ thành lập nên đám rối thần kinh cánh tay từ cổ 5, 6, 7, cổ 8 và ngực 1. Để chi phối cho chi trên. Học rồi. Rồi, đám rối thứ ba là thắt lưng cùng. Học rồi chưa? Học rồi, ở chi dưới. Thì nó được thành lập bởi thần kinh gai sống thắt lưng 1, 2, 3, 4, 5. Rồi cùng 1, 2, 3, 4, 5. À, và 1, 2 đôi dây cục. Đó thì tạo thành đám rối thần kinh thắt lưng cùng. Nó chi phối cho hai chân và bộ phận sinh dục ngoài. Đó, thấy không? Chúng ta có ba đám rối thần kinh. Rồi, bây giờ đám rối thần kinh cổ được thành lập bởi thần kinh gai sống cổ 1, 2, 3, 4. Đây. Thần kinh gai sống cổ 1, 2, 3, 4. Đó, nó đi từ cái phình này nè, gọi là phình cổ nó đi ra. Đó, đây. Đó, chúng ta thấy. Đây là đám rối thần kinh gai sống cổ 1. Đó, nó đi ra. Nhưng mà nó đi chung đường với dây thần kinh hạ thiệt là số 12. Đây, dây thần kinh hạ thiệt, dây thần kinh số 12. Nó đi chung đường với dây 12. Và nó cho nhánh vận động cho cơ càm móng, cơ giáp móng. À, cơ càm móng và cơ hàm móng. À, cơ càm móng và cơ hàm móng. Rồi, nó tách cho ra một cái rễ. Nha, cái này từ trên đi xuống gọi là rễ trên. Rồi, từ dây thần kinh gai sống cổ 2 nó cho một rễ nữa. Đây, đi ngược từ dưới lên gọi là rễ dưới. Rễ trên, rễ dưới gà nó hợp nhau, nó gặp nhau, nó nối với nhau tạo thành cái này gọi là quai cổ. Nha, đây là quai cổ. À, quai cổ nó nằm trước cái bao mạch cảnh. Quai cổ nằm trước bao mạch cảnh, phải không? Đó. Thì từ quai cổ này thì nó sẽ cho ra những cái nhánh. Đây, quai cổ nó sẽ cho ra nhánh vận động cho cơ vai móng, rồi cơ ức giáp, cơ ức móng. À, nha. Rồi cơ giáp móng luôn. À, đây quai cổ. À, nó sẽ cho nhánh vận động ba cơ là cơ vai móng, nha, bụng trên, bụng dưới, cơ vai móng, rồi cơ ức giáp và ức móng. Ức giáp và ức móng, phải không? Đó. Còn cái mượn đường cái thần kinh gai sống cổ 1 nè. Nó mượn đường đi của dây thần kinh số 12 thì nó sẽ vận động cho mượn đường đi của dây thần kinh số 12 thì nó sẽ vận động cho cái cơ cơ giáp móng và cơ móng lưỡi. Nó vận động cho cơ giáp móng.
Đó, cơ giáp móng, cơ cằm móng và cơ hàm móng đó. Đây, nó vận động. Còn đây là dây thần kinh số 12. Đó, nó đi vào lưỡi, nó sẽ vận động cho cơ trăm lưỡi nè. Rồi cơ thẳng lưỡi, thẳng lưỡi dưới nha, cơ thẳng đứng lưỡi đó là cơ thẳng lưỡi. Rồi cơ dọc lưỡi trên, cơ ngang lưỡi, cơ dọc lưỡi dưới, cơ cầm lưỡi, cơ cầm móng. Đó, đây là dây thần kinh số 12 nha. Còn cái dây thần kinh cổ thì nó mượn đường đi dây 12 để nó vận động cho cái cơ giáp móng, mà vận động cho cơ giáp móng nha. Rồi và vận động cho cơ cầm móng. Rồi cái quai cổ thì nó vận động ba cơ là cơ vai móng, cơ ức móng và ức giáp. Đó là đám rối thần kinh cổ. Rồi bây giờ đám rối thần kinh cổ nó còn cho bốn nhánh để cảm giác dùng cổ. Cái nhánh này là nhánh thần kinh ngang cổ, cảm giác cái dùng cổ trước. Rồi nhánh quật lên là nhánh tay lớn. Đây là nhánh tay lớn, nó đi trước tay, nhánh tay lớn. Rồi nhánh chẩm nhỏ, đây là nhánh chẩm nhỏ. Và cái nhánh này đi lên xương đòn để cảm giác cho xương đòn, cái dùng da ở trên xương đòn gọi là nhánh trên đòn. Đó, vậy thì bốn nhánh cảm giác của đám rối thần kinh cổ là nhánh ngang cổ, nhánh trên đòn, nhánh tay lớn và chẩm nhỏ. Rồi còn một nhánh quan trọng để đi đến vận động cho cơ hoành là dây thần kinh hoành. Dây thần kinh hoành thì được thành lập bởi dây thần kinh gai sống cổ 3, cổ 4 và cổ 5. Nó thành lập nên dây thần kinh hoành. Đó, thì dây thần kinh hoành đó, nó sẽ sao? Đây, nó đi ra vùng cổ trước, nó đi trước cơ bậc thang, nó đi vô vùng ngực, nó nằm sát tim và đến vận động cho cơ hoành. Đó, đây người ta thấy dây thần kinh hoành. Nó bắt chéo ở phía trước, cơ này là cơ bậc thang trước. Đó, nó đi ra vùng cổ, bắt chéo cơ bậc thang trước. Xong nó đi vào ngực, nó nằm giữa hai cái lớp màu trắng này nè, gọi là màng ngoài tim sợi và màng phổi thành. Đó, thì cô hỏi nha, giữa màng ngoài tim sợi và màng phổi thành là dây thần kinh nào đây? Thần kinh hoành. Và nó đến, nó vận động cho cơ hoành. Đó, thì nó vận động cho cơ hoành thì nó có mấy chức năng? Nó vận động cho cơ hoành nó có mấy chức năng? Nó có ba chức năng. Là vận động cho cơ hoành để làm cảm giác hô hấp. Chức năng thứ hai, hô hấp có nghĩa là khi cơ hoành nó co thì nó sẽ đẩy không khí trong phổi ra. Đây hai phổi, đáy phổi phải và đáy phổi trái nằm trên cơ hoành nè. Do đó đây là dây thần kinh hoành phải, đây là dây thần kinh hoành trái. Khi cơ hoành nó co thì nó sẽ đẩy không khí từ phổi ra. Khi hít vào thì cơ hoành nó sẽ đi xuống, phải không? Rồi chức năng thứ hai là cảm giác đau cơ hoành. Khi mà mấy em thấy lói lói ở hạ sườn trái, mấy em ăn cơm no rồi cái mấy em chạy sọc 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 ngồi, mấy em nói thấy sốc hông quá. Thì cảm giác sốc hông là gì? Là đau cái cơ hoành. Là tại vì khi mấy em ăn no thì mấy em chạy thì cái dạ dày nó sẽ đè lên cái cơ hoành, nó ép dây thần kinh hoành, thấy đau. Đó là cảm giác thứ hai. Cảm giác thứ ba là đối giao cảm, nghĩa là khi cơ hoành bị kích thích thì gây cảm giác nứt cục, nó là đối giao cảm. Đó, vậy thì dây thần kinh hoành có ba chức năng: vận động cơ hoành để tham gia vào động tác hô hấp, thứ hai là cảm giác đau cơ hoành là sốc hông, thứ ba là đối giao cảm là nứt cục, đó là của dây hoành. Rồi vậy là hôm nay tới đây là chúng ta xong cái bài xương cơ đầu mặt cổ.